nó tiền đạo lại. Ở đây sẵn lâu lâu nào. Cái này 500 và 3 câu. Ai muốn tới câu nào mình ngưng hỏi. Đây nhiều người nghe nhưng mà chưa chắc hiểu. Bây giờ tôi nghe lại nghe. Đây là lời thật, truyền thật, viết ra từ điển của Thái Tử với 513 câu và đã có tịnh ý ơn trên lộ cơ. Riêng cá nhân Thái Tử không hề tự cao tự mãn. A Di Đà Phật. Vui á, chiều mới vui rồi. Điển thi kệ truyện. Đầu xuân Tinh Dậu mở đàn, giáng cơ mở đạo, thiên tâm cứu đời. Đường cơ long hổ cơ trời, từ năm 78 đến giờ lộ ra. 800 năm mới một kỳ, đại hội chư thánh tại đồi Long Sơn. Kính thiên mẹ chiếu cho con, khi con còn tuổi 15 cơ hàn. Bây giờ con đã năm tròn, kính thiên mẹ chiếu dẫn đường con đi. Một đời gian khổ mong gì, con nào có biết con là con thiên. Tới khúc này, đến lúc mà kỳ đi vượt biên á, lúc đó khoảng mười mấy tuổi á, đến tôi Việt thì khoảng 14 tuổi, tuổi Mỹ thì 12. Thì lúc đó mẹ thấy thằng con này nó lên trên trên biển phải không? Tàu bị hải tặc Thái Lan rồi thất chìm. Đầu đầu mẹ mới lấy kính hiển vi á, nhìn xuống trần mình nè. Cái mẹ mới ra cái bài kính thiên số 1. Thì lúc đó đó Phật Hoàng Nam á mới hiện lên ở cái biển Đông á với mấy ông rồng. Ông rồng mà bây giờ hộ mình luôn á. Ở đảo Nam Du đó thì có cái duyên đó. Thì lúc đó tàu qua biển im, sóng lặng lâu lại thì sóng. Thì ngày đó là bài kính thiên ra rồi đầu tiên. Lúc mẹ ra bài kính thiên số 1 á là đi trước và ngày Địa Tạng nghe. Hai bên đó là quá trời thiên tướng với nhiều vị Bồ Tát và đồng thời chư thiên đông lắm. Thì đó là bài kính thiên số 1. Thì ở đây ai cũng biết bài đó rồi đúng không? Hôm nay sẵn mình nghe tới khúc nào của mình ngưng lại cái mình tắm tiếp cho chạy tiếp. Thì tại vì trong cuộc đời của mình á, tuy là mình sanh ra mình không phải người thường nhưng mà ở trên lúc nào cũng theo dõi. Mà nếu mà mở cái thiên ấn ra sớm á thì thiên ma nó bính sát phàm. Bởi vì mấy đứa nhỏ mà có thiên mạng lớn nó không có sống. Thì lúc đó mẹ phải giấu, cũng nghe là giờ mở ra nó hào quang nó sáng ra thì ma nó cũng thấy, thiên ma cũng thấy nó quýnh này chết. Thì lúc đó chưa có mở ra, nhưng mà bề trên thì theo dõi. Rồi mấy chị dì cũng theo dõi cái Hà Nhiên này ra đời với Trần như thế nào. Thì bài kính thiên số 1 thì mẹ thấy con mình sắc ngắt ngư quá không? Sát phàm chắc cho cái mặt nó núp. Mà lúc đó tướng nhỏ xíu ở ốm nhất. Ở Việt Nam mình thiếu ăn, cộng sản vô đâu có đoạn làm ruộng. Ốm mà tới hàng xóm nó gọi mình kịp dò điện á. Tại vì Việt Nam mấy đứa nhỏ nó biết mấy con robot cái đi rồi đúng không? Ốm tao muốn tao à, dò điện. Mà không biết lọt xuống cái mặt nó rỉa, không biết đủ xỉa cái răng nó. Mà thấy chết như chơi, nhưng mà lúc đó mình không biết sợ chết. Đó là tới khúc này là như vậy. Con nào có biết con là con thiên. Lúc nào có cuốn kinh, có cái bài mẹ ta, có cái chữ không? Lật cây ra bụng mượn cái khúc đó. Lúc nào lật ngay khúc đó, có không? Sự khi mình sanh ra ở thế gian mình hoàn toàn mình không có biết mình là ai nha quý vị. Ở trên nhắc nhở mình rồi từ đó cái lại cho thức mình mới khơi lại tất cả những cái tài năng và những cái mà gì của mình đã học được bao nhiêu nghìn đời nghìn kiếp ở từ những cái hành tinh khác trên trời và xuống thế gian. Rồi mình mới kết nó lại để mình áp dụng cho cái đời hiện tại này. Để mà làm gì?
nên khi quý vị thấy một bác sĩ mà ra trường hay một kỹ sư nó cũng đã là có năng khiếu hoặc tiền kiếp rồi thì nó học rất là dễ dàng. Có những đứa học đánh đàn thì vài tiếng là biết đánh, có những đứa học hoài không biết đánh. Giờ mình cứ nghĩ mình là một đứa mà ở địa ngục lên hay là con thú vật mà đầu thai mà kêu nó đánh đàn dễ gì mà học được. Tấu già, Việt Nam mình dùng chữ tấu già và sáng già là vậy. Cái lại giao thức nó ghi nhớ hết những cái mình học hỏi và nó áp dụng cho cái đời thực tế. Đại hội chư thánh ở đồi Long Sơn, lúc đó nói thì Long Sơn năm 2014 á, lần đầu tiên mà mấy vị giờ hội họp á, thì để cho cái quả địa cầu xoay chuyển theo kết thúc cái hạ nguyên này á, là lúc đó cha về cả một cái vùng Mephitas rực sáng cực kỳ như đèn pha, rồi biết bao nhiêu rồng phụng bay đầy ở trên đỉnh đồi Thiên Long Sơn hết. Rồi mà từ cái cổng mà cổng sắt bây giờ mình vô á, cứ cách chừng 5-7 bước thì có hai bên có hai ông thiên tướng đứng canh dài lên con đường quẹo lên tới trển. Giống như bữa ngày mùng 9 mà mình xã nghiệp á, cái trên cây số vậy, mở ông cha đi đâu bán mình đông á, nói gì theo hộ rất là đông. Chỉ có một cái là cha không có limousine, ông nào ông nấy là đứng trên không gian không à. Bữa đó không có do limousine này kiểu 100 đúng không? Đại hội chư thánh là kính thiên mẹ chiếu cho con. Kính thiên chứ không phải là kinh thiên. Có nhiều người tưởng là cúng kinh mà cúng kinh trời thì không phải. Kính, kính nghĩa là nhìn xuống á, thì cái bài là chữ kính mà. Nhiều người ở ngoài xa ta hiểu lầm mất cái dấu sắc á. Kính thiên mẹ chiếu dẫn đường con đi. Thì từ bắt đầu ngày hôm đó mấy vị mới lụm con này trong đống rác ra, tắm rửa sạch sẽ, gõ đầu, quýnh, gõ đầu mới dạy lại. Cái hồi xưa kìa nếu mà không ấy thì cũng đi, nhưng mấy người Mỹ con này như một người bình thường. Thì từ đó bắt đầu nó lên đây mình mới nói chuyện được. Thì những cái kiến thức mà lượm nhặt được về lịch sử của Việt Nam, lượm được về Phật học và cả chính trị, thì có Hùng Thiên Sông Núi nước Việt rất là đông vị, có mấy trăm vị. Ngài Trạng Đạo là vua, Ngài Quan Công, ông Trọt Washington, rồi những cái gì nhỏ khác đi theo. Có Ngài Nguyễn Văn Trực, Ngài Nguyễn Thái Học, Ngài Lê Anh Diệp, Ngài Trần Quang Khải, vua Quang Trung. Đó là những gì đó là bên Hùng Thiên Sông Núi. Mà những người mà đó là về bên mặt đời đó, mấy vị thần thì kỳ học từ mấy vị đó rất là nhiều. Mấy hôm mấy vị nói khi mà tại mình kiệt đây cũng nóng ruột, nôn nóng, già rồi nóng, muốn lẹ đó thì nó không có lẹ được. Nó phải có lớp có lan để cho nhân loại bắt đầu học những cái bài học xấu. Hiện bây giờ những cái gì xấu là cứ nổi lên hết. Cho nên hôm nay quý vị thấy nhiều chuyện nực cười mà cũng xảy ra được. Đó là cái thời đại này, chuyện trong lúc này là những cái xấu cứ nổi lên hết. Thì sau đó đến thời đàng hoàng lợi đó, cái dân chúng mà cái thời của Phật Di Lặc thời Hoàng Kim á, họ sẽ thông minh hơn, lịch sự hơn, hiền hơn. Chứ không phải như cái dân bây giờ mà cứ sáng sỉnh chiều say ba cử cà phê, không có. Rồi biết đạo đức, để biết cái gì đúng, cái gì sai.
Tiên vừa mới ra đời, mảnh vải không có, mái nhà cũng không. Cái câu mảnh vải không có, mái nhà cũng không là năm 1965. Lúc đó, đó ở ngoài Bắc thì Mỹ nó bỏ bom B-52 nha. Rồi miền Trung thì đánh quá trời luôn là xa lộ tử thần. Miền Nam thì đầm già cán gáo. Ngày nào ở từ ở Thốt Nốt, Trà Nút bay về tại kia ở vùng kinh làng thứ bảy. Đó ba má ở kinh làng thứ bảy của Sắc Phạm. Thì ngày nào cũng bị bỏ bom với cán gáo nó bắn. Thì mấy cái nhà lá mà bắn cháy hết thì chạy giặt. Thì ở trong đó thời đó thời xưa ban ngày á thì mấy ông gọi là tuần gian á, hải quân á, mà hồi xưa gọi là tuần gian chạy vô trong đó đóng thuế buổi sáng là cho hình như ngôn diệm phải không, rồi buổi tối thì mấy ông cộng sản Bác Hồ đồ ra xài tiền, tức là dân ở vùng đó xài hai tiền, tiền ban ngày là tiền của quốc gia, ban đêm á là lấy tiền cộng ra xài, phải đóng thuế thì đóng hai bên. Thì ba má kia thời xưa như vậy. Cho nên mấy cái bài mà nằm mơ gặp Bác Hồ rồi này kia là má kia thuộc lòng. Tại vì ban đêm mấy ông du kích ra dạy học sống gì đó. Tức là nó có ở miền Nam nó có những cái dùng như thế. Nhưng mà khi mà bị đầm gì vậy, cái cán gáo của Mỹ á, của mấy ông bắn trái hai cái nhà lá, thì lúc đó ở cả làng phải chạy giặt. Thì từ ở kinh làng thứ bảy á, thì lúc đó mang bầu thì 9 tháng rồi, thì phải chạy chứ sao, ở đó là bị bắn cho chết sao. Ở trên họ nhìn thấy á, là ở dân mà chạy thì họ có nghi là như cộng nữa. Tại vì ba thật sự mình cũng là như cộng, mình cũng là dân kiểu đó, cho nên nó là gì vậy? Gọi là giết lầm không bỏ sót không. Thì phải chạy, chạy từ đó mà đi bộ ra, đi cái đòn gì đó, đi ra tới thứ năm, thứ ba, tới qua Sổ Rô, rồi tới qua tới Tài Niên, đúng không? Tài Niên rồi tới Cang Quà. Rồi tới tới Khúc Lệch Sỏi. Thì ngay chỗ đó có bến tàu, đó bến tàu về Vĩnh Thuận, Cà Mau rồi á. Thì tới đó. Tới đó là coi như là ra chợ rồi, ra dùng của quốc gia mình này. Thì từ đó đó, ở ngang đó, đó là An Hòa, nó có cái đồn công an. Ở đó có trường học gọi là trường An Hòa. Ở đó nó có cái nhà thương, không phải nhà thương, như cái trạm xá bà mụ á. Thầy Kiệt Sanh ngay chỗ ở tạm, tại mình chạy giặt ở dưới ruộng lên thì chỉ cái chỗ cái trường học thì có mái che thôi, thì cho nên câu đó. Cái này hình như là sang hơn máng cỏ hồi xưa. Ở trường học nó có thiếu phải không? Ngay chỗ trường phụ tranh ra ngay chỗ đó đầu voi. Đầu voi trên cục đầu voi á, trường học á. Sát ở bên trường học là cái trạm y tá, trạm y tế đó. Nhưng mà khổ ăn cái á, bây giờ kể lại lúc mà vừa sinh ra đó, có một cái ông tướng tá ngộ đó, không biết ông tiên hay là ông gì á, cái ông vừa tới cái ông nói bà sanh ra quý tử, sau này cả dòng họ cả nhà nhân này, cái má cũng không tin nữa, mà vừa sanh ra là vẫn đóng anh em thì phải đi ra chợ chợ ông Hòa là gần đó đó, phải đi bán rau bán cải gì phải sống chứ, giờ chạy giặt túi không cơm đâu ăn. Nhưng mà được con cái sau này á, nhờ có ông bác là Ngô Văn Minh á, và sư Đẳng á, sau này ổng đi theo ngài Minh Đăng Quang tu thành Phật luôn á, thì ổng là Việt Minh. Nhưng mà sau này là ổng chiêu hồi ra giá là ổng làm trưởng ty chiêu hồi, ổng làm giấy tờ làm sao á, Mỹ nó thường vừa xong á bỏ bom trái hai cái nhà, thì trái hai nhà lá Mỹ thường hai nhà thiết. Là có tiền liền. Có tiền cái ông già này là tên là Ngô Văn Sến, tại ba của Sách Phàm là Ngô Văn Sến. Thật sự mình không biết mình họ Ngô họ gì, tại vì bà cố rồi lúc đó có bầu với ông nội về cái đi tùm lum không biết là họ gì luôn á, cái họ Ngô này họ không đúng. Cái bác á làm cho Mỹ nó thường hai nhà, thì ba mới lấy tiền mua xe lam, từ từ đó ổng chạy xe lam.
thì Sa Lam chở khách á, là cũng là cá hơn ta rồi phải không? Đúng là sanh quý tử. Cái này nói Việt Nam nghe nghe luôn đây tự thật đó. Tại sao này cái gì á, cốt truyện người ta cũng phải đi chi cứu người ta coi lại hết, nói cho ta coi luôn. Thì dòng họ ai mà không biết mấy chuyện này, thì mua xe lam mà cái ông đó ngộ, ông vô ông nói mấy câu cái ông đi hồi cái ông biến mất tiêu. Rồi thêm chuyện ngộ nữa, sau khi mà Mỹ nó thường hai cái nhà, cái đúng đó mình đâu có ông nhà đó nhiều ông rồng lắm, cứ ba vòng vòng hoài mà nằm mơ cũng thấy, mà mở mắt thức cũng thấy, mà tối ngày rồng cứ bay vòng vòng trong nhà hoài. Cái ông già cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ông già ông Thợ Mộc á, ông Thợ Mộc này, ông Thợ Mộc sớt này ông không biết, ở Việt Nam gọi ông Năm Phước, chạy cây Năm Phước. Thì ở Việt Nam mới xóm gọi Ba Kiệt là chạy cây Năm Phước, ông cũng đặt cái bản hiệu là chạy cây Năm Phước mà. Đóng tủ, đóng giường, đóng xuồng ba lá rồi là ổng. Thì ông vẽ mấy con rồng đầy ở bên tường á, hai bên tường, ba bốn bức tường toàn là rồng á, có màu vàng, màu xanh. Ông thấy con gì là ông vẽ cho tường con đó. Ông muốn thợ tới vẽ, mà hiện giờ bức tường vẫn còn á. Để bữa nào về anh em coi nó có bay màu không. Ông vẽ để lúc Kiệt lớn người gần đi vượt biên vẫn còn nhìn thấy. Thì vậy cái này là ông nói tối ngày thấy rồng bay không, thôi tôi vẽ cho mày trong đó luôn, khỏi tôi chói mắt. Và thật sự mấy chị theo hộ cái sắp phàm từ nhỏ mới sanh, nhưng mà khi mà người thường nó không có hiểu. Rồi kia cũng như lớn lên ở vùng quê nghèo, đâu có giống như những đứa con mà ở ngoài chợ, rồi con của mấy chủ tiệm này chủ tiệm kia cũng ra đồng lăn lộn, cũng hớt cá lươn thê, cũng đi bắt dế. Mình biết bắt dế hay lắm, nghe mấy cái kẻ mà mấy kẻ đất nẻ đó lấy hai cái đũa chặn hai đầu rồi đổ nước cho nó bò lên mình bắt quá không, rồi bắt về chưa cũng sát sanh dữ lắm. Rồi con dế nó yếu ngắt đầu nó quay với đầu tập sau này nhớ lời sám hối muốn chết. Ai ngắt đầu con dế quay quay rồi lấy cái đầu con dế bỏ vô cái cây nhang á, rồi gáy gáy cho nó nhột cho nó gáy. Mà tối ngày cứ chơi dế mà dế than dế lửa. Dưới quê nó có như vậy thôi. Rồi tới mùa nước á, rồi bắt đầu đi bắt cá rồi thì nó mưa ầm ầm á. Này đi ra ngoài đồng mà thấy là bọt, mà bọt trắng trắng á, là bắt đầu để cái gỗ vô dậm dậm cỏ rồi bắt cá rồi thì về đá. Cho nên trong đời là sát sanh dế với cá thì hai thứ thôi. Còn mấy thằng ở xóm á, có thằng kia nó bắn chim hay lắm. Còn mình á, mình nhắn con nào chặt con đó. Làm như mấy vị không cho mình giết con chim nha. À chưa bao giờ bắn trúng con chim. Rồi thêm chuyện nữa, ở xóm thằng nào cũng cầm lưỡi câu, câu cá mình cũng bắt chước luôn mình câu. Không bao dính con nào luôn. Mà lần nào cũng đứng hai thằng đứng hai bên, hồi nó về một gỗ. Còn mình là đi tay không về. Sau này mình mới hiểu. À thì ra mấy ông thần đuổi mấy con cá đi, không cho mấy con cá ăn câu của mình. Thì dưới quê sống vậy đó. Rồi tới mùa đất sét á, thì móc đất sét lên nắng. Nhưng mà có cái đỏ thông minh. Mấy thằng hàng xóm á, ví dụ như nó nắng con trâu, thì nó làm cái đầu con trâu riêng, cái mình con trâu riêng, thì bốn cái chân riêng, cái nó xỉa bốn cái tâm vô, cái nó lấy đất, nó láng láng lại. Cái nó mày làm vậy hồi nắng nó nứt hết, tại nó đâu có biết ấy. Còn mình là mình dạy nó, lấy nguyên cục đất, nhấn nắng cái đầu, nắng cái chân xuống, tức là nguyên thủy một cục đất ra, thì nó cứng hơn phải không? Nên làm đồ gì cũng đẹp hơn tụi nó. Rồi lần đầu tiên trong xóm á, thì là người chế ra cái chiếc tàu mà biết quay đầu lại. Tức là cái lon sữa bò của mình á, cái đập ra, phải không, lên cái mũi, kêu bít cái đít, cái làm chiến dịch, cái cộng với thôn quay, cái để cái buồm hay xéo xéo vậy nè. Nó quay, nó chạy ra chừng 20-30 feet vậy, nó quay đầu vô. Cho nên cũng có một chút xíu kỹ thuật, kỹ sư thời xưa rồi, đúng không? Đó là nhỏ là chơi như vậy.
Rồi đến ở Việt Nam có những cái sân xi măng người ta phơi, có làng nó làng chài mà đánh cá dữ lắm, sát sanh cực kỳ luôn. Thì làm chiếc xe lấy miếng gỗ để ba cái bọc đạn vô lái rồi chạy đua. Đó là mấy cái đồ chơi nhỏ như vậy. Chú phụ nói cái nhà và có ba chú phụ vẽ rồng đó ở An Hòa hay là ở trong vùng riêng? Ở An Hòa. An Hòa. Số nhà 4. Kinh làng thứ 7 U Minh, mang con 9 tháng ruột. Nhà đó mình nhớ là số 401 đường An Hòa. Nhưng giờ thì như một người bắt nào đó, người ta vô ta mua cái nhà đó. Không biết là thì cái nhà đó hồi xưa ở đó nhà mà ổng vẽ bức tượng rồng. Nghĩa là đường về đó qua cầu quay là quẹo trái đi thẳng ra luôn tới đầu voi đó là ba cô sư phụ ở trong khu đó hay là ở khu bên khúc giữa. Khúc giữa. Khúc chỗ khúc chỗ nhà anh Tư Sỏi rồi. Nó có cái ụ ghe của ông Chín Mèo rồi. Tới năm 65 lên đệ tử nhập ngũ rồi, nhưng mà thời gian trước con có vô trong đệ chọi ngoài đồng. Mẹ Trần mang bụng tháng gần, xóm làng năm đó bốc mới nương trồng, sớm chiều cày cấy lưng còn tay trai, nhiều đêm nước mắt chảy. Tới lúc này rồi. Tứ Thành từ quê ra chợ tạm nơi mái trường, An Hòa kinh cục đầu voi, sanh ra nơi đó giữa trời mái hiên. 65 tiếng khóc đầu tiên, không tiền không thuốc với bà mợ quê, một mình bột bích chi đâu, làm gì có sữa để cho đói lòng. Một tuần mẹ phải gánh gồng mới sanh găm tình mới đi làm kiếm bạc năm con dạy thờ đó. Trời xanh cây cỏ xanh voi, vậy mà cũng lớn như trâu ngoài đồng. Thoáng qua 10 tuổi hồng trần, 75 giải phóng nắng mưa ngoài đồng. Mỹ Lâm đất mới nương trồng, sớm chiều cày cấy lưng còng tay trai. Sau khi 75 á bị đánh tư sản, thì những đứa học sinh đó mang khăn quàng đỏ, trong đó có mình, thì có ông thầy á, ông dẫn đi tới nhà nào đã đảo tư sản mời bản, cầm cái bà cầm cái bà cái mà cái tới tới nhà mình, ông biết nhà mình là thợ mộc thôi, trước 75 thì có khác. Đã đảo tư bản mời sản, mình la cho gấu, mình cứ la để cho ba mình nghe, biết mình ở trong cái đám nít này phải không. Ông ở trong đâu dám nói đầu ra đâu. Đã cho đã, chửi cho đã rồi cái đi. Rồi đi đó, rồi cái ông đó vô đổi tiền hai lần. Dục mời, bỏ tiền mà dục ráng phải dục lấy đó. Nghèo lại, gỗ đầu đi mua ruộng. Thì từ chỗ đó với Mỹ Lâm nó cách khoảng mấy cây số, à 5-7 cây số gì đó. Thì mua 10 con đất ở chỗ làm ruộng. Mà nhà đó đàn ông chỉ có hai cha con thôi, thì lúc đó cũng 10 tuổi phải không? 10 mấy tuổi, 12 tuổi. Tối ngày ở ngoài đó trồng mía, trồng lúa, đi cấy. Bây giờ biết nhiều biết láng hết trơn luôn. Mà cái đất ở Mỹ Lâm á là đất chàm, người ta đốt chàm rồi, người ta cài lên rồi, nhưng mà rễ nó dữ lắm. Ngày nào ngày nãy cái bàn chân nó đâm nát hết trơn á, máu chảy biết rồi, không sợ đau luôn. Chứ bây giờ mang dép cũng không được, mang giày cũng không được, mà đi xuống là dầm mấy cái chàm á. Mà dùng Mỹ Lâm hồi xưa nó vậy. Rồi có cái chuyện tức cười nữa. Mỗi một cái nhà tròi, cách cái nhà tròi kia là phải chừng một công, năm công đất gì đó, là cũng xa xa, kêu hú thì còn nghe, mà thấy người thấy có chút bẻo à.
thì có chuyện gì đâu ai giúp. Rồi ở trước cửa cái chòi của Kiệt ở có cái bụi tre, mà đêm nào á cũng nghe tiếng người ta nói xì bèo á, mà mình đâu biết chuyện gì xảy ra. Sau này á mới biết là mẹ, trời ơi, có người vô nói cái chỗ đó chôn quá trời cộng sản, tại vì đánh chặn ngay đó đó, nó chôn tập thể mấy chục thằng, nó đào hố ngay trước cửa nhà mình luôn. Ây là Phật. Cho nên thời đó ngủ đêm nào tao cũng thấy có người đi vòng vòng cái chòi của mình, người đe kia nữa, biết là cũng không có sợ luôn, ở mình vậy đó. Mỹ Lâm là ở đường qua bên Hà Tiên phải không? Mỹ Lâm, cái chợ Mỹ Lâm là đường đi, đường xe lên Hà Tiên đúng không? Rồi trong đó nó đi qua cái sông, từ cái sông đi bộ vô tước chỗ ra chỗ cái ruộng á, chỗ hai mấy cài nữa là có khoảng 3-4 cây số đi bộ. Cho nên ông già ông bỏ Kiệt ở đó, ông bỏ mấy cái người mà như thợ cấy thợ này mà mướn mão á, người ta cũng ở chung với mình, thì mình phải nấu ăn. Mà nấu ăn á, mỗi lần đi mua đồ ăn á, nó xa quá. Với lại hồi xưa nghèo biết tiết kiệm là nhỏ xíu, mà biết tiết kiệm từ đồng từ cát. Mỗi lần mà kho thịt hay kho cá là mấy cái người mà cái lúa mướn cho mình á, là kho mặn chắc luôn. Kho đúng rồi. Trời ơi, kiếm mày kho gì mà nó mặn quá, ra đâu rồi. Mình cũng tức cười. Không, mặn đi để dành ngày mai ăn, tôi khỏi đi chợ. Cho nên nấu cơm cũng biết nấu, mà nấu bằng củi nha. Kho cá cũng biết là gì chưa. Thì ổng mua cái đất đó, nhưng ở nhà không có đàn ông, kiểu nhà mình là lớn nhất của mấy đứa nhỏ nhỏ không à. Rồi mấy người chị điện gái, người bà cô Đăng nữa mình biết rồi đó. Thì thả ở chung với mấy người cuốc đất, làm gì ổng trọng gì ổng giao ta, rồi mình ở chung người ta, mình lo ăn người ta. Vậy đó. Cái này nó đứt cái này hoài ha. Nhiều đêm nước mắt chảy dài, một mình đồng vắng trời trăng gió gào. Ngày ngày câu cá bờ ao, đem về cho mẹ bữa cơm đậm đà. Chị em thì có 12, ai ai cũng được mẹ cha cưng chiều. Riêng mình bữa đói cơm thừa, ngủ hiên, ngủ sạp, ngủ mưa, ngủ trời. Cho nên con của ông trời đúng trần không có sức đầu thai vào cái gia đình mà phải lo nuôi anh, có nuôi em, nuôi chị, không có đàn ông. Có ông lớn, ông ở Sài Gòn, ông không có ở đó. Thì có ông kế, ông bị bệnh thôi, mình gánh xô hết. Có 12 người mà làm gì cũng phải đi đầu, cho nên là biết làm việc từ nhỏ xíu. Giờ mình nhìn thấy con mình hai mấy ba chục tuổi nó không biết gì, nó cũng thích cười á. Đến năm 79 rời nhà, lên thuyền vượt biển mãi xa quê nghèo. Hai đêm sóng bão ga treo, mọi người khóc thảm không mong sống còn. Thuyền đông bão lớn ghe con, trăm phần chết chắc tiếng kêu. Này mới tức cười nè. Lúc này á, trên tàu có 46 người, mà người ở Rạch Giá hình như chỉ có vài gia đình thôi. Bao nhiêu dân Sài Gòn không à? À, dân Sài Gòn thì biết sao rồi đó, công tử bột mình chết nhé. Mà lúc chiếc thuyền á, nước vô nửa ghe, không còn nào mà thanh niên mà chịu lên tát nước á. Còn mình nhỏ hơn nó, mình tát suốt ngày suốt đêm, tát nó nổi mà coi như là không có ngủ mà hết sức luôn, kiệt sức gì đó. Rồi cái mà nếu mà ngưng á là nó sẽ chìm nghe, tại không ai còn sức để tát nước nữa. Đến lúc mà tàu mà mấy tàu buôn đi qua lại mấy chiếc rồi nó ngó nó xa xa bỏ dần nó bỏ đi không à. Vườn ngáo rồi cũng đốt, ban đêm cũng đốt cái cầu cứu, lúc đó là bão hình như cấp 6, cấp 7. Thì lúc đó là mới nằm lên trời để mà cảm nhận được khi mình chìm xuống nó lạnh như thế nào.
còn mấy thằng công tử bột mà đó cho rồi nó giành phao trong đó nó có gì nó giành đó, nó sợ chết rồi khóc bà hữu thanh niên vậy mà chết nhé. Ờ rồi khóc má ơi con biết con không đi vượt biên. Rồi mấy nhỏ ghé Sài Gòn cũng vậy, mà nó mới mình chơi đang Sài Gòn mà thấy cười luôn, chết chết có đâu phải sợ. Vậy mà họ sợ họ khóc họ la họ giành, có cái gì mà nổi được á là họ ôm trước, à giống như thủ sẵn vậy đó. Còn mình nó hơi mày ôm, mày bảo đảm mày cũng chết. Biển mình không kiểu này mày ôm kiểu hồng cũng giục tay cũng chết à. Rồi cái mình sắp sửa tàu bị chìm á, thì lúc đó đó là mình sắm xét á, là ở trong mấy người mình nằm trong đó là thấy mấy cái đường nứt của cái tàu á, nó nứt hết trơn à, sáng trưng à. Cái nghe là sắm xét hoài mà ở trong cái bon tàu thấy sáng trưng, có nghĩa là cái đường nứt nó bự quá rồi. Không có chai bột gì hết thì nước nó vô là phải rồi. Không có cái đầu khánh. Cái tự nhiên ấy, cái đang nằm cũng mệt quá thiếp thiếp. Ủa tao thấy có ai đứng trên trời ta. Phật Bảo Ngâm, sao này mấy vị mới nói mẹ gửi xuống là cái bài kính thiền nãy xuống á, là lúc đó đó Phật cứu. Cho nên bây giờ 46 người đó mà hôm nay còn sống đó, phải cảm ơn mình đó. Lúc nhỏ đã biết niệm Phật, tại lúc mà gặp mấy con ma mà hồi nãy kiểu mình nói làm ruộng á, nó quậy quá ghê, biết làm gì giờ. Cái đất thì mua ngày đó là nó chôn ngày đó, giờ đâu làm gì được, chỉ có niệm Phật thôi, chứ giờ mình đâu có móc cốt của nó đi được đâu, chịu trận. Thì từ đó sợ ma mới niệm Phật. Có câu chuyện hết hả? Cha con chồng vợ khóc nhờ, người thì niệm Phật, kẻ thì A Nan. Amen. Nhìn lên trời tối đen sầm, hai tay khấn lạy Quan Âm cứu nàng. Ban đêm trời tối mơ màng, thấy mẹ hiện xuống sóng tan sáng ngời. Ngày sau máy nổ tận trời, Thái Lan trực chỉ ai mà ngờ đâu. Rồi ta sẽ tiếp. Cướp biển hiếp nhiếp vàng thau, bảy lần bị hại ghe thì lênh đênh, xong thì chúng đụng cho chìm. Cũng này gây cảnh nè. Lúc mà tàu chạy được khoảng chừng buổi sáng, chạy tới chiều trạng dạng là bắt đầu quá trời tàu thái. Nó dí nó chặn lời. Thì bắt đầu nó cướp hội đồng. 7 chiếc đầu tiên nó cướp. Nó cướp nó cũng cho mình ăn. Ăn chỉ không cho con gái nó có sức chứ mấy đứa con gái. Rồi nó hãm hiếp rồi nó lấy hết vàng hết vòng. Rồi xong cái nó chạy đến cá cái nó gọi bạn nó tới. Nó giống như là cái động nổi của nó vậy đó mấy thằng Thái á. Nó làm như vậy cho khoảng 2-3 ngày, 2-3 đêm á. Mà cái mấy từ 14 cho tới 85 không có bà nào không bị hết luôn á. Rồi coi như là nó thấy không sử dụng được rồi. Để nó kiếm tàu dịch biên mới quá không. Bắt đầu á là nó chiếc cuối cùng mà nó thả đi á. Trong cái khoảng thời gian mấy ngày đó đó, mấy ông trên tàu mình á, nói giờ nó đập hết máy. Nó lấy hết la bàn mình không có phương hướng. Rồi cái mấy ông mới xuống kịp là hàng lanh nhất, nhóc lanh nhất trong tàu đi. Kéo đầu mình canh mấy thằng đó nó ăn chơi rồi bắt đầu nó say sưa rồi nó ngủ phải không. Cái một mình nó bò lên trên cái cabin của thằng Tài Công á. Tại vì tàu nó ba tầng lầu, nó giống như tàu của Kiên Giang bây giờ vậy á. Bò lên để mà cắt cái la bàn để mình lỡ mà nó mấy ổng nghĩ là nó sẽ thả đi. Nhưng mà mình phải có la bàn, dầu cho có bơi cũng phải biết hướng phải không? Thì cái căn bản làm được cái gì trong lúc đó thì họ cứ làm. Thì cứ bò lên tầng số 3. Thằng mấy Tài Công tụi nó ăn chơi nhiều đêm quá nó mệt nó ngủ thôi. Nó kịp bò vô cắt cái la bàn. Mà cũng không được, mấy cũng dốt kỹ. Lúc đầu bò xuống nó cắt không được. Thì lúc đó có mấy người mà giống như vợ của người ta bị hãm hiếp trước mặt á, nó chịu không có, mấy ổng chịu nổi, ông đó có ông anh mình rồi đứng lên giết nó, mà đứng lên để giết cả tàu á, trời ơi cả đám đè ổng xuống muốn chết luôn. Chứ một người mà đứng lên là nó giết cả tàu, nhưng mà cuối cùng nó cũng giết.
Rồi cái chiếc cuối cùng á, nó chạy ra khoảng chừng từ đây tới cái đàn vậy đó, nó lấy chớp. Mình tưởng là nó bỏ đi rồi, phải không, là mình mừng. Ai giờ nó chạy một khúc xa xa, cái nó quay đầu lại. Nó quay đầu lại mình tưởng đâu nó quên gì hay là nó còn liếm tiếp phụ nữ Việt Nam, phải không? Chỗ nó gắn hết ga, bắt đầu sóng mà tàu nó dạt sóng lên á. Nó gắn hết ga, nó sắn vô chiếc tàu nhỏ của mình. Ai nấy là trời hết. Ôi chết rồi, nó sắn chìm rồi. Nó vừa sắn tới chiếc tàu nhỏ của Kiệt thì tự nhiên có giống như có bàn tay á của ai á bưng cái chiếc tàu néo qua bên, ví dụ tàu nhỏ mình vậy, chiếc tàu bự nó vậy nghe. Nó tàu nhỏ của mình, tàu này tàu của nó, tàu của Thái bự gì đó. Thì nó canh ngang không, nó sắn mà. Nó vừa sắn lên giống như có bàn tay đây nè, cái làm chiếc tàu xuôi lên. À xuôi mà ngay mép mà nó chạy lẹ quá đó, cái nó lớp qua hàng bên, nó lớp nhưng mà cái sóng giật cái chiếc tàu này cũng nghiêng chút, nước vô cái ào, à, mà cái bắt đầu mà múc ra tiếp, rồi cái bắt đầu nó chạy khúc xa, cái lấy từ đầu kia, lấy từ đầu kia, bắt đầu nó sắn ngược lại, làm cái nữa, tự nhiên có bàn tay nào đưa ngang cái nữa, hai lần nha, là hụt chết đó, không? Cái mình tưởng là hai lần nó tha mình không, lần thứ ba lần này là ảnh giận rồi, không ảnh canh rồi cho ngon lành, không ảnh sắn gọi là hết tốc độ, là khói đen nó xịt kịnh kịnh lên luôn á. Nó nói kỳ này mà mày không chết thì sống dạt ngang mày cũng chết. Thì khói đen mình thấy hai ống khói tàu nó đen lên luôn rồi chết chắc không có thoát nổi, nó sắn sao ấy. Cái bàn tay hình như bàn tay bự hơn, đưa cái sóng lại, cái sóng nó chạy quá mạnh á, cái sóng nó lớn lên nữa, cái mình hút luôn. Mà khi nó chạy quá lẹ vậy á thì cái chớp của nó đi cũng mạnh lắm, nó nghĩa là chắc thôi cái chiếc tàu này mạng mày cao đó, mình sống đi, đã bỏ đi luôn. À, là ba lần nó sắn chiếc tàu mà sắn không được. Rồi cái bắt đầu máy á, thì nó đập nát rồi, phải không? Chiếc tàu cũng còn nổi, nước vô nhưng mà mình tắt còn nổi, cứ lên bên lình bình, không có cái buồm, không có gió gì hết. Mà cũng may là không có sóng, không có sóng nhiều, tại biển bữa đó nó cũng im im. Cái cũng đâu 4 tới 5 tiếng hồ sau đó, bắt đầu tự nhiên thấy xa xa có ống khói đen, một chiếc tàu Thái khác nó chạy tới. Khi chiếc tàu Thái khác nó tới á thì nó thấy chiếc tàu này là nó biết là bị cướp te tơ hết rồi. Thằng lần này có ông nói tiếng Tiều, cái trong chiếc tàu mình có ông Tạo Quốc Anh á, ông cũng biết nói tiếng Tiều. Cái hai ông là cỏn cỏn phải không, ngọ ngọ nị nị rồi phải không. Cái bắt đầu cái đưa cái nón ra, ở trong tàu ai còn chút chút nhẫn hay là dây chuyền hay gì á móc ra hết đưa cho nó, tức là lần này nó không có cướp mà đưa cái nón xuống vậy đó. Cái nó được đâu cũng mớ, chắc có thể ít, có thể giống như nãy giờ vậy đó, không thấm tí gì hết. Nó được rồi, cái nó thảy còn dây nó cột cho cái mũi tàu nhỏ của mình, nó kéo vô bờ giùm, mà nó kéo khoảng bao lâu cái cũng 7-8 tiếng á. Rồi đầu thấy cây dừa ở trong đất liền rồi, rồi đầu cây dừa nhỏ xíu màu xanh, mình thấy bờ ra biển là mình thấy bờ á, mình mừng cực kỳ luôn á. Tại vì cũng gần 7 ngày 7 đêm mình không thấy bờ, mà khi chiếc này nó kéo vô rồi mình thấy bóng mờ là trâu, ai cũng mừng ấm, là coi như cái mạng sống mình còn được 50%, là 50% là sống rồi, tại thấy bờ. Cái nó kéo một hồi nữa, nó kéo càng gần đó, thì mình thấy cây dừa này nọ. Cái nó nói giờ tao không kéo mày được nữa, tại tao vô trỏng á, là hải quân á, nó chạy ra nó bắt tao. Thì nó nói cũng đúng, tại nói tiếng Tiều thì mình hiểu. Cái nó thả vậy đó. Nó cũng giống như mình thấy cây dừa, thấy cái nhà của dân, mà mình muốn vô thì sao vô, thể tao đó chạy được. Mà nó nói mà trước khi đi nó dặn rồi, nó nói mày đừng lo, gió sẽ thổi tụi mày một chút tới. Nó nói một chút, quý vị biết bao lâu cũng một chút của nó.
Lúc nó đi ai cũng la, mày đừng có bỏ tao, tao không được, tao kéo vô tao bị bắt. Thì lúc nó giải thích thì vậy mình nghe như vậy, nhưng mà thật sự sau này mình hiểu là nó đúng. Rồi cái gió, mà gió hỏi kiểu gì không biết, mà nó hỏi tới 4-5 tiếng đồng hồ luôn. Thật sự bọn hỏi một hồi á, thì chiếc tàu tấp vô. Lúc mà chiếc tàu vừa gần tới bãi cát á, thì nó đâu có lên được đâu. Lúc nhảy xuống cũng phải ngập đầu nghe, chứ không phải là vừa vô cái bãi cát cái là mình đứng được. Thì lúc đó như thế nào, mấy má mình á là te tư rồi, đi không nổi, bò còn không nổi, khiêng không, mà bà nào bà nấy là không biết. Còn mấy người đàn ông á là coi như là dân mà Sài Gòn á là ói mửa, đâu có sức đâu. Chỉ có mấy người ở miền Tây người ta có sức, thì hàng nào biết lỗi thì nhảy xuống trước rồi đưa từng người vô vậy đó. Lúc đầu kéo lên nằm dài trên bãi cát, vừa nằm nhắm nhắm một đống người nó bu tới, quản hồn mở mắt ra toàn lấy xà rong với đen thui với cái mặt nó bay bôi phấn như nè. Tại vì Thái Lan nó ngộ nghe, nó bôi phấn trắng tươi à, tại da nó đen thui à, nó không phải Thái Lan Bangkok mình đâu, nó đen cũng như người miên, đen hơn miên nữa, cái nó bôi phấn nhìn quản hồn. Nhưng mà trong tàu còn tỉnh nhất thì mình mới quan sát, mình mới hiểu tình hình sao. Rồi bắt đầu đâu có biết nói tiếng gì, nó tiếng Thái không à, đâu có ai hiểu được tiếng Thái, cũng không có một đứa nào người Thái biết nói tiếng Anh hết. Bắt đầu cái ôm bụng rồi phải không, than rồi phải không, làm gì đó, nó hiểu. Rồi cái nó đi nấu một miếng cháo, cái lợi thì cho những cái phụ nữ mà yếu sức á ăn trước, còn người nào còn sức còn ngồi được á, còn ngồi còn ngó được, còn biết nó có sức dạt bên, người nào mà nằm liệt được ăn trước đó. Thì ở ngay cái bãi biển ngày đầu tiên đó, không có một cái gì để đắp hết, cũng chẳng có sau này được cái mền. Cái mền lại dữ không, cái mền là cái thùng giấy đó, là cái mền đó. Nhờ là còn cái ngày đầu tiên mà vô đó là coi như là không có gì á, lạnh chết luôn. Rồi lúc đó nó lùa lại một cái khu đó ở, thì nó thảy một đống thùng giấy đó, thì ở đó được khoảng 30 ngày, thì đắp bằng thùng giấy không à. Mà ban đêm á, mấy cái thằng Thái đó nó cũng mê gái Việt Nam nữa. Mình để mấy phụ nữ nằm ngay giữa, mà tối nó cũng vô lôi đi để nó là bậy bạ nữa. Nó đạp lên người nằm ở ngoài, ở trong cái làng của nó. Thì từ đó mới đi vô trong đất liền gọi là Chira gì, Choron Lambani á. Thì bây giờ mình bữa hổm mà đi coi lại sơ đồ á, cái tên của nó bây giờ cũng xóa, nó đổi lại thành Phú Kết bây giờ. Hồi đó thì vô Phú Kết, tại nó còn một cái làng cổ hồi xưa nó để lại là, bây giờ mình biết là chỗ đó là bây giờ là gọi là Phú Kết. Ở đó khoảng nhiêu ta, nó khoảng 60 ngày luôn á, không có thấy Liên Hợp Quốc, không có thấy Liên Hợp Quốc, cũng không có thấy cái gì gọi là lực pháp, chỉ có mấy cảnh sát dê thôi. Rồi vô đó có mấy đứa con gái Sài Gòn á rất là anh hùng. Khi mình gặp nạn mình biết ai là anh hùng nha, mình đừng có nghĩ là mấy người ăn học là anh hùng. Mấy thằng ăn học mấy chết nhát nhất. Trong đó có một số mấy đứa con gái mà giống như nó là dân ở ngoài bụi đời á, nó để em hy sinh. Ngày nào cũng có mấy nhỏ Sài Gòn mà chịu chơi á, đi cặp bồ với mấy thằng đó để nó xin cơm để nuôi cả tàu. À mà không có mấy nhỏ đó là cả tàu cũng chết. Bây giờ mình phải trân trọng, không phải là khi gặp nạn á mình mới biết ai là anh hùng á. Rồi có một buổi chiều là tới khúc nào là mỗi lần thì sóng dâng lên trượt bè, hụt rồi chúng lại quay ghe, một lòng muốn giết 46 người. Mạng người thua hẳn con ruồi, mấy thằng hải tặc xâm đào tới chân, hình Phật trước ngực sau lưng,
tâm kia là quỷ làm điều vô nhân, nực cười cho lũ ác thần, làm điều tội lỗi lại rồi thắp nhang. Giấy nào tả hết cảnh nàng, muôn trùng nạn khổ, khổ nào khổ hơn. Bảy ngày thì thấy rạng mờ, đặt chân xuống đất mới hay mình còn. Cái mà mình nói đó này á, mấy người phải đặt chỗ nó xăm Phật không? Phật trước ngực, Phật sau lưng, mà cướp biển vẫn là cướp biển. Thì tại hồi nhỏ mình thấy thằng nào nấy nó xăm Phật quá trời luôn. Phật ngồi thiền, Phật kiểu nào thằng nào cũng là Phật không à. Người của nó xăm. Bởi vì cái bề ngoài á, không bằng cái trong, trong cái tâm của tụi nó. Ác thần làm điều tội lỗi lại rồi thắp nhang. Vậy á, sao đi hạ nếp xong đi thắp nhang thấy động trời không? Hãy đặt khổ à. Nào khổ hơn. Cái hai là chịu không nổi mấy cô bảy ngày này. Thì thấy rạng mờ, đặt chân xuống đất mới hay ừ, mình còn rồi. Đói lòng cháo lỏng nồi con, bụng ai cũng đói không còn ý chi. Sắp hàng xin cháo mỗi khi, người ta dành đổ phỏng bàn tay thon. Câu này nè, tại lúc đó đó rồi ở nhà ông anh đó thì ổng giống như vợ con bị hãm hiếp, ông buồn ổng không có nặng chỗ gầu vĩ. Tôi ở Việt Nam vậy bây giờ qua đây thất thế rồi phải không, không tiền bị cướp hết. Thằng em lúc đó nó có nhiêu ta, 6 tuổi ha. Tức là lo cho ở nhà ông anh với thằng em với chị dâu là 4 người là mình đi sinh đoạn không à, cái số nó ngộ vậy đó. Ở Việt Nam là biết làm ruộng lo cho ở nhà rồi, đi vượt biên á thì cũng phải đi sắp hàng sinh đoạn đem về, chứ giờ thằng nhóc làm sao mà lấy đồ ăn. Ông anh á thì không lẽ để ông đi, mình đi thì cũng 10 mấy tuổi mà mấy người kia mấy người lớn không à, mà cháo nó nóng cực kỳ luôn quý vị. Bây giờ coi hẹo kỳ cũng còn chảy nám hết trơn luôn, mà nó nóng nó nổ mà cháy mấy cái gân nó lồi lên á, mà ở đó gần 6 tháng không có thuốc đỏ, cũng không có cái gì để mà khử trùng hết. Rồi cái mỗi ngày đau á phải gồng vậy, cái mấy con dồi nó bò lổn nhổn đây nè, cho lâu nắm động thằng bỏ ra. Tiếng nồi canh mấy con dồi, hỏi thằng nào mà mày dồi dồi con á thì câu này nó nói là lâu nắm thằng bỏ ra. Có người mà nó có giỏi á, lần đầu tiên á mình mới biết là mình mà production mấy con giỏi. Chứ bây giờ ở Mỹ làm sao mà thấy được cái đó. Quý vị mà ở bên chạy tai nạn đi mà bị thương là giỏi lên này, ngày nào cũng đó mà lấy nhất là vài chục con giỏi ra khỏi cái bàn tay này. Gân đó thì nó vậy nè, đến khi mà Liên Hiệp Quốc á nó kêu vô chạy xong ra. Chạy xong ra bây giờ nó làm khu du lịch. Thì lúc đó là do trong đó có bác sĩ, có y tế, rồi tất cả những người phụ nữ mà vượt biên á, mà mang bầu với đặc thái đó. Thì bà bác sĩ Nguyệt, bà ở đó bà có danh phòng. Bà móc hết, không trường Thái Lan nữa. Cho nên bây giờ mình không biết là cái đó để mình hỏi cái bà làm, bà làm việc thiện cho người phụ nữ Việt Nam, mà không biết bà có bị nghiệp không ta. Mỗi một ngày á, trong trại tai nạn á, ít nhất cũng 10 mấy chục người khách hàng để phá thai. Đóng thôi giờ mình có cũng đóng. Đóng mà thằng nào mà đang mà có quân á, mà lại Việt Nam rồi, không biết tại có ai nghe. Việt Nam đâu có vụ lắm. Nên thời đó nó là vậy.
mà cái mình thương bà bác sĩ này á, bởi vì bây giờ tới giờ cũng khấn cho bà hoài, bà không biết giờ còn sống không, bà nghe dùng này luôn nè, bà có văn phòng ở đường Santa Clara đi. Phòng tay lỡ loét dòi con, nhiều ngày đau nhức giấc nào được an. Làm gì mà có thuốc thang, hạt đường chẳng có mà mang bệnh nàng. Tuổi thơ tuổi dại. Ở trong trại đi nạn á, hay là quý vị không tin đi camping hay đi đâu, hoặc là mình có trận động đất lớn mà mình không có gần chất ngọt, trong 3 ngày con người mình thiếu chất ngọt mình chịu không có nổi. Mở trại tị nạn mà từ lúc rời khỏi Việt Nam mà lên tới đó là gần hơn nửa năm, không có cái gì chất ngọt hết, không ai chịu nổi, trời nó thèm cực kỳ luôn. Thấy mà ở xa mấy tụi Thái mấy thằng nhóc á, nó cầm cái gram cả đám đứng ngó, người lớn cũng ngó, thằng con nít như mình này dĩ nhiên là phải nhiễu nước miếng này, mấy người lớn cũng ngó nữa, tại vì cái chất ngọt nó cực kỳ quan trọng trong cơ thể mình. Mà mấy thằng nó ác lắm, nó chỉ nhốt vậy đó, nó không có quan tâm gì tới mình, cho nên thiếu chất ngọt. Rồi nó biết mà trong đó là phải có người bị thương, nó cũng chẳng có cho băng bó, cũng chẳng có thuốc đỏ, mà nó phải mình bị đâu, cũng có mấy người cũng bị nữa đó. Mơ màng, rong chơi đùa giỡn, ăn hàng vui ca. Thương em rồi lại thương ta, cư mang đùm bọc thằng em dại khờ. 8 tuổi. Nghi xuân tấn lực không bờ. Cái nghi xuân tấn lực là gì không? Ai biết không? Có mấy người lớn biết đúng không? Nhưng mấy người nhỏ hay trên mạng có nhiều người không biết. Cái câu chuyện nghi xuân tấn lực á, là nghi xuân á, là con gái đúng không? Mà phải nuôi đứa em rồi đi tìm cha. Thì giờ mình cũng vậy nè. Nên là rồi do chạy tị nạn, đi xin cơm ngồi, rồi đi vượt hàng rào Thái Lan, đi mua mai cỏn, tức là rượu cho mấy người trong trại mà có tiền đó, để người ta cho core, nó là tiền bát, một bát là gói xôi, cũng là nuôi mình. Mà thằng này bữa mình kể, trời nó quậy. Sao mình mới biết đó, là cái đuôi của con diều á, vì mình là con diều nó là cái đuôi, không có ba lần, tức là phải khổ với nó. Thì hôm nay mình mới như vậy, thì mấy vị nói là phải một dạng Bồ Tát nghịch vậy. Cái xuống trần á, rồi mình thượng lợi quá đó, mình không có là không có đấy. Phải có cái trách nhiệm đó, phải nuôi thằng nhóc. Bây giờ nó đâu có nhóc nữa đâu. Thân như bèo bọt, khổ trong đau ngoài. Lên bờ chẳng có đồ thay, tắm xong đi nắng, đi ngoài chờ khô. Một bộ mấy tháng mặc hoài, không tiền tiếp tế, không người nào lo. Nghĩa là lúc đi vượt biên có cái quần dài, cái quần cục là dải kaki, người nhớ là đó nó là màu xanh lá cây, mà dải kaki nó dày lắm, mà có cái quần cục thôi. Thì ở trại tị nạn mà mỗi lần tắm á, mà dải kaki biết chừng nào nó mới khô, cho nên á, lúc nào cũng bị ghẻ lở đầy mông hết trơn. Mà bữa nào mà hên á, là thí dụ mình phải canh, thí dụ 10 sáng tắm thì đi bộ đi tới lôi chừng 4-5 tiếng quả mai nó khô nha. Có bữa trời vui đâu khô đâu. À có một bộ, có cái quần cục vậy đó. Thì khúc này có kệ cái đó. 8 tháng ở trại Sông La, Nam Dương tạm trú, Ga Lăng đảo người. Bạn cùng khỉ sóc heo sừng. Qua bắt đầu ở bên Thái Lan là 8-9 tháng. Thông lúc đó Mỹ nó có chương trình gọi là bông sao chùa phải đi học tiếng Anh á. Có nó đẩy qua Nam Dương 3 tháng để mà mình học tiếng Anh với mình học cách sống ở Mỹ để mình qua Mỹ. Thì lúc đó đi xuống một chiếc tàu buôn của ở Bangkok á, nó chở đi qua bên Nam Dương. Thì ở đó là Ga Lăng 2 á, ở Barrack 51. Thì nó sát cái bìa rừng á. Tối ngày cứ đi vô trong rừng,
hái mấy trái xoài hay mấy trái khế hay mấy cây quan của trong rừng á, thì có một bữa đó đi rừng, mình nên nhớ là rừng ở vùng Á Châu á, nó bít bùng á, mà trời nắng thì mình còn thấy chút nắng nắng, còn biết đường mòn ra, mà hỡi bất chuyển mưa nó tối như là mực, lạc luôn mà hàng con nít, mà lạc thì như thế nào, vẫn trì đi cứ mò mò ra, cái lúc kịp mò đường để đi về á, tại trời mưa mình không có nghe tiếng của người tị nạn, người ta nói chuyện mình nghe vang vang, con này mưa ào ào mà có thôi. Bắt đầu cái đi mò đi làm sao mà lạc vô cái gì dưới chân mình, mấy cục đá lẩm chẩm cũng không thấy đường, gần cũng không thấy nữa. Tới hồi dò dò cục đá thấy có chữ, mà lạc trong cái khu đó khoảng chừng gần một tiếng đồng hồ. Ở trên đầu á thì quá trời khỉ, có ngàn con khỉ, mình di chuyển thế nào á thì nó cứ nhảy cây theo, nó la chót 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 chót, ồ muốn điếc lỗ tai luôn, làm cho mình đang rối trí mà còn rối trí thêm nữa. Rồi cái bắt đầu mình mới phát hiện ra là mình lạc vô cái nghĩa địa, đạp trên mồ trên mã của ta, mà nghĩa địa của ai không, nghĩa địa của người Nhật á, không phải Nhật, Nhật Bổn, nó chôn mà đời nào không biết. Tại vì chút cái nó hết mưa, tại mưa kiểu Á Châu nó mưa chừng 3-4 tiếng hồi cái nó sáng rồi, mình thấy toàn là lính Nhật nó tự tử thời đó, nghĩa địa của mấy Nhật nó chết ở Nam Dương á. Cứ tối ngày cái lòng vòng trong đó, mà Nam Dương nó có một loại người, cái loại người này mà nó bắt được mình là nó ăn thịt á, chứ nó không phải là nó giết bình thường đâu, nó khoái ăn thịt người lắm. Nam Dương nó có cái giống dần đó. Mà trong trại tị nạn thì Liên Hợp Quốc chỉ cho mình đa số là cá mọi mà. Còn mình muốn cái gì khác hơn là tự mình đi vô rừng mình tìm này tìm kia, rau cải này rau cải kia, có những cái cây xoài quang á, nhiều lúc vô mánh vào ngày cái mùa của nó mình hái về ăn, chứ đâu có gì khác ngoài mấy cái đó. Nhiều lần đi lạc lang thang giữa rừng, khỉ đàn hàng vạn vây quanh, kêu thôi treo tréo âm thanh rợn người. Năm tháng rời khỏi Nam Dương, 81 được hưởng thiên đàng là đây. Lúc còn ở trại mong ngày, đi đâu cũng được miễn là định cư. Pháp Đức Thụy Sĩ ăn lê, làm gì mà hiểu Kali đất vàng. Nơi này dụng võ người tài, định cư sang Mỹ ước mong vào trường. Jose quê mới quê nhờ. Đến năm 81 thì từ Nam Dương chuyển chạy vô Singapore để mà lên máy bay đi qua Mỹ. Thì lúc đó đó Mỹ nó cho qua tới Singapore, bắt đầu thấy lần đầu tiên được đi xe bus của Singapore, trời nó cực kỳ đã. Lần đầu tiên gần cả một năm mấy, thấy mấy tụi Singapore với sân đá banh đồ, nó giống như mình người rừng á, rồi mình ra mình thấy thành phố, trời nó đã chưa từng có. Rồi thấy đá banh nữa, làm gì có mấy cảnh này. Rồi ở trong đó thì mỗi ngày Mỹ nó cho như 2 đồng tiền của Singapore, thì cũng sống được rồi bắt đầu, nhưng mà không có dám đi sợ đi lạc ở bên Singapore, chỉ chờ chuyến bay thôi. Ở đó khoảng 2 tuần, mà cái buồn cười là người tị nạn ở đâu có tài sản gì ngoài mấy cái nồi là quý nhất, đúng không? Thời đó người nào mà có quần tay á, là người đó là loại giàu, có thân nhân ở Mỹ đi 75 gửi tiền nữa thì không có, đôi dép thôi cũng không có nữa, đừng nói chi đôi giày, đừng mơ tới đôi giày. Mà cái chiếc Boeing 747 lần đầu tiên nó chở toàn người tị nạn vô mấy cái cabin với cái đồ á, chắc mà chiếc máy bay chắc nó tức cười á, chắc lúc mà nó bay chắc nghe lùng xòn xong với nồi với chảo không à, không có gì ngoài đó. Thứ lắm đó. Còn người nào cũng xách bịch trắng tươi của lại giống bệnh nhau. Rồi người nào cũng làm ăn dép không, rồi mấy cabin người ta để đồ hành lý rồi, giờ là sen đó không, hồi xưa là toàn là son nồi không, một bộ đồ là quý rồi. Mà mình qua Mỹ với cái diện là không có visa, không có passport,
thì nó đáp xuống. Mình tưởng là bây giờ mình mới biết lại tại sao 747 mà nó không đáp xuống San Francisco mà nó đáp xuống thị trường Auckland. Tại vì mình mà đi vô thuyền San Fran chắc thôi cả làng San Fran nó chạy trốn. Ôi nó cho nên nó cho xuống Auckland chỗ rồi nhắn nhẻ không một cái được rồi nó lùa mấy cái đám yêu tinh này. Vừa ra khỏi phi cơ nó có cho sư phụ nghe bạn cái chưa ra không? Quên nó nhưng mà đại khái là khi mình về đó là mình ở ngay cái đầu đường này nè, đường Story với đường Marklin nè, cái khu Santi Monti gì đó, đây là trong khu nhà nghèo đây nè, thì qua định cư ở đó, ở đó cho tới lúc hết high school mới về về Nam Cali. Thì mình sống lang thang trên con đường này, ở ngay đây hiện giờ nó có chợ gọi là Woodville, nhưng mà bây giờ chợ là $1. Cái tức cười á, hồi đó mình nghèo á mà cũng khôn á, cứ đi vô cái chợ Goodwill, mình đâu có biết là Goodwill là đồ của những người chết này nọ, sau này người ta mới biết là quần jean Goodwill rồi, cũng là những người Mỹ nó chết nó bỏ lại hoặc nó cho rồi á. Mình lựa đôi giày 2 kg, nó dày mà ngủ dày nè, mình cứ nghĩ là đôi giày này $1 là cái gì, nó còn là xương đồng không à. Mình mang đi học nó nặng muốn chết mà mang gần 3-4 năm, mình nghĩ là mình khôn á, hay về đâu mang về 2 kg, chứ không được về Nike này thì mau hư. Mình lựa phẩm chất tốt. Rồi ở ngay cái chợ Lion đây nè, ngang Rensimore, hồi xưa nó là cái chợ Fry, thì đi học gần đây chiều chạy về đứng trước cửa chợ canh mấy bà Mỹ mà ấy là nịnh mấy bà đẩy mấy chiếc xe phải không, lấy mấy cái đồ mấy bà mà đi chợ bỏ vô cái cốp xe dùm cho bà, rồi mấy bà cho tiền nhiêu cho cứ tiền tặng tháng được nhiêu á gửi viện ngành. Tiếng Mỹ ra giống nương nhờ welfare, xa phòng nhà nọ nhà kia, bỏ báo tự lập tự mình vươn lên. Lớp 8 tuổi thục lùi 2, hồn nhiên tuổi nhỏ là ngay lúc này. 5 giờ dậy sớm hàng ngày, cổ chồng bao báo nặng kỳ đạp xe, đạp quanh khu xóm nhà nhà, xong rồi đạp thẳng tới trường học luôn. Trên trường tan lớp đá banh, đá xong thì thả tà tà bán nai. Bây giờ mới thấy tương lai, tuy không cha mẹ, anh em cô dì, có tiền, có bạn, có thầy, mở ra đội bóng tên là Việt Nam. Đội này hành hiệp trị an, 75 kỳ thị, mễ đen một đàn. Chúng nó hay hiếp làm càn, ỷ mình qua trước, ghét người welfare. Con nghèo, tiếng hát giờ thôi mình chỉ cái khúc dọn nhà sao này ha, bữa khác mình trở lại khúc đầu này ha. Cây xanh về thiên, trong lòng vui nhộn khi nhìn về, hai tuần biết nói thật là ngộ ghê. Trở về khúc thành nội đi, phong thành khẩn minh xuống núi An Bang đó là mời mà tưởng hát siêu vậy là chùa đó. Bây giờ nhớ lại mà vui, 8 năm thấm thoát, người đi người đúng là mở cái chùa rồi 8 năm. Đời tôi nửa đạo nửa đời, khác nào nước lửa bỏ chung một bình. Nhưng nhờ Phật dạy làm thinh, chúng sanh tâm nhiễm, tâm thiên con hòa. Chiều khổ mới khỏi kỳ ba, tiếng hơn tiếng xấu cũng đều qua mau. Lời thề năm cũ trước tòa, đến năm con trẻ thành người tự lo. Thề là trọn kiếp tu trì, ăn chay niệm Phật, sớm trưa ngồi thiền. Nghĩ rằng sẽ sống như tiên, không lo gì mất, không còn nợ duyên. Đồng hồ vàng của để riêng, mang ra cũng hết, gian duyên tăng già.
Tâm thiên không thích giữ tiền, nhiều người không hiểu tưởng đâu mình giàu. Ai ngờ sét đánh lần hai, Thủy Long công chúa cùng con Thiên Hoàng. Hai năm nàng đã hạ sanh, bé gái kháu khỉnh phi phàm đẹp xinh. Ơn trên sắp xếp lịch trình, hai tuần biết nói thật là ngộ ghê. Thì sau đó mình tính là đi tu mở chùa không, có nhiều tài sản cho hết, bỏ măng chừng triệu mua chiếc OV chạy. Nhưng mà không ngờ ở trên á là mới biết là con rồng cháu tiên là một người ở chỗ trời, con cha một người ở cõi dưới nước là con của Long Dương. Thì bà giờ đó bà là Ngũ Long công chúa, thì mới có những cái DNA mà gọi là con rồng cháu tiên tiếp tục. Thì cái nhỏ nghe lớn đầu tiên á, ở hồi bác sĩ mà nói là sanh cũng bình thường, không, nó là thức thiệt nữa. Giờ chót á là nó phải đi ra một cách đương đương chính chính, phải mổ. Rồi lúc đó quản hồn, mà lạ cái mới có 14 ngày nha, mình nói chữ 14 ngày, nó bữa đó cái cầm lên tay nó chút xíu à, cái chỉ nhìn mình, nhìn giống người lớn vậy, trợn mắt rồi không cười rồi, nó rồi nói chuyện mình, chuyện thiệt, à 14 tuổi nhỏ lớn, nhỏ mà cao cao vậy, giờ nó 10 tuổi rồi, mình lạ, trời ơi, quảng hồn má nó ở bên cũng quảng hồn, mới 14 ngày biết nói chuyện, thật sự nó biết nói chuyện từ lúc trong bụng rồi. Bởi vì có mấy cái hình mà lúc mà 4 chiều mình chụp hình đó đó, chuyện nói chuyện nó qua nó lại. Thì có một lúc mà má nó mang 6 tháng, rồi tướng mà ốm nhách à, yếu hết sức, cái nó nói thôi để con vô bụng giữ cái xác của mẹ cho mẹ khỏe. Thì nó vô thì nó từ nay con không còn gặp được ba nữa, không còn tiếp xúc được ba. Mà cái tối nào nằm mơ thấy cũng có, nó cũng nói chuyện với mình á, nó nói ngày mai á ba ra cò, ba mặc áo này về nghe, ba đừng ở nóng nha. Mà nó là con của mình đang nằm trong bụng má nó, mà ban đêm để lại nói chuyện với mình, cái gì thấy có lạ không? Có đứa người thấy mà ở đây đó. Ngày mà nó say goodbye, nó nói là con bây giờ con phải vô bụng để mà giữ cái xác cho mẹ khỏe. Rồi tới ngày hôm nay giờ nó thành, mà giờ nó khôn lắm. Đây biết mà nó kèm lên lại 14 ngày mới nói chuyện. Thế gian có ai 14 ngày, nít 14 ngày nói chuyện được đó, cũng mình là cũng dặn lì á, gặp mấy người cha mà thích nhát là dục nhỏ này đúng mà bể đầu rồi. Năm sau kế tiếp bụng bề, anh tài nhập thế để mà độ sanh. 2014 lộ hình, tôi đây thiên tử ngỡ ngàng không tin. Cơ về lần mới chỉ rằng thánh mẫu liễu hạnh đọc lời lệnh thiên, lại còn thêm đức Phật thầy thánh quân Lê Duyệt ân sư Phật Hoàng. Mỗi năm cơ dậy, năm 2014 là cơ trời bắt đầu chuyển cho cái ngày tận thế của mình. Thì tất cả các vị Phật ở Việt Nam và hùng đi sông núi, thì đó có đức thầy của Phật Hoàng Trần Nhân Tâm, có chị bắt đầu mới cầm cái thánh chỉ của cha đọc xuống, nói là con vậy phải làm chuyện vậy vậy. Thì lúc đó tất cả các vị bắt đầu mới về dạy dỗ, mà hồi đó không có tin. Rồi bắt đầu con người của mình nó cũng thay đổi nữa, thay đổi là giống như mình khác hơn, mà mình không dám nói các kiểu nào nữa. Thì từ đó nó mới tới ngày hôm nay, là mỗi một ngày thì được điển của cha của mẹ cho để mình có trí sáng, rồi mình lo hãng xưởng có tiền để độ chúng sanh, rồi cũng để mà có ngày cái đạo Thiên Tâm ra đời đó, là năm 2017 tới ngày hôm nay. Cái là quá trình một cái cuộc đời á, xuống trần á, là mình phải nên nhớ nha.
lúc mới sanh cho tới ngày hôm nay mấy vị đều theo dõi từ chút chút, hiện bây giờ cũng vậy luôn. Mới hôm họp như mấy vị cũng biết mấy con gà mình làm gì nữa. Bác khuya bác mẹ bố thê phan nhì, nhiều điều bí ẩn ly kỳ, lúc đầu lờ lờ nửa ngờ nửa tin, dần dần khảo nghiệm chính mình, thay hồn đổi xác không còn như xưa. Cái này mình phải nói tại là thay hồn đổi xác. Đến năm 2010 á, là coi như bị stroke, bị chết đưa nhà thương, thì lúc đó đó Mỹ nó cứu được, rồi thay hết máu ra. Thì trong lúc đó đó có một cha bác sĩ Mỹ nhà thương ở Houston như này, có xe tóc, thì mẹ mới đứng đó, mẹ mới lấy cọng tóc đó, cái mạch máu trong thần kinh nó chút xíu rồi phải không, mẹ lấy cọng tóc đó, mẹ nói vô, bây giờ ở trong đầu thì có một cọng tóc của mẹ, trong hơi là ấy quảnh rồi. Thì lúc đó mấy gì nói mà thì để mà thay cái máu cũ ra, tại con người của mình khi lớn lên sống trong cõi trần rất là nhiều ô trượt, thì cũng làm nhiều chuyện không đúng, mà muốn thành mà cốt thiên á là phải qua một cái giải phẫu, bất cứ người nào cũng đa số phải vậy, cốt tiên không cần khổ lắm, nó mới giống cái DNA của người thế gian, rồi từ người thế gian mới nửa người nửa không phải thế gian, phải qua một giải phẫu thay máu, hai hồn đổi xác. Điển trên cha mẹ cho mới có điển bảo vệ thân xác để mà hành an, ấy là hữu phước trời ban, trong may có rủi rủi ngờ đâu may. Ngày mà vợ bỏ theo trai, sáng vào bệnh viện thanh vào trượt ra, máu kia thay mới thanh hòa, bao nhiêu điều lạ xảy ra dị kỳ, vu vơ nhớ nghĩ về thiên, trong lòng vui nhộn khi nhìn bức tranh. Mẹ cha ở tọa đài xanh, huynh đệ tỷ muội được 2-4 người, vậy là mẹ tỏ lòng con, chân dung bút điển họa hình con vui. Trời sáng có ai hỏi về cái chân dung của cha với mẹ. Thời xưa mỗi lần đi làm trong hãng chiều thì cứ lấy hình online của thượng đế mà của tàu á, nó khác hơn anh mình, lấy cái tượng của mẹ mà của bên tàu hồng mẫu đen á, thì mình cứ nghĩ là như vậy, thì mình nhìn cái mình khóc hoài, giống như cái điểm mà lúc mẹ đứng gần mình là mình nó cảm xúc nha, mình khóc, thì lúc đó mẹ mới cho một người đó là vợ anh bắt, chỉ đâu có biết dễ gì đâu, mình chỉ mơ mơ màng màng rồi cộng với điển của mẹ bỏ vào tay chỉ vẽ bằng cái bút chì, cho nên cái hình này nó ra bút chì á, vẽ ra như vậy. Mà cái chân dung này mà tới ngày hôm nay mỗi lần mà ngồi thiền á với mấy vị á, mẹ cha hiện giờ là nhìn 100%. Thì kêu mời ông thầy Tây Tạng Ramache ở bên Ấn Độ qua đó là đều thấy chân dung này. Đầu tiên ông vô phòng để thấy cái hình này, mình thờ ông tưởng nó hình của ông vua nào phải không, bà hoàng hậu nào, không phải. Kêu ngồi xuống bỏ tay vô nhập định, thì là mẹ hiện giờ ông quản hồn mở mắt ra, ủi sao giống hệt. Thì là hai chân dung này là hai chân dung thật sự của thượng đế và cha mẹ cho chúng ta, cho nhân loại thời nay để mà tu, để mà có chân dung mình mới lại được đúng không. Ở người xa thì thật sự cha không có hình tướng, cha là thượng đế tạo ra vũ trụ, mẹ là Phật mẫu tuy vô hình vô tướng, nhưng mà mẹ muốn ra tướng nào không được. Thì cái tức này là gọi là cái đặc ân của người Việt Nam vì kiện đầu thai kiếp này là người Việt Nam. Đó là lý do mà kiện nói là khi mà ngồi mình nhớ quá mẹ cho con chân dung, chứ giờ con biết con có cha mẹ nhưng mà không có thấy hình được thì mình cũng buồn phải không. Thì từ đó bắt đầu mẹ mới cho thấy, rồi bắt đầu cho vẽ cái hình đấy. Ngày hôm nay ấy, là mình có cái hình để mình thờ là vậy đó. Mà ngộ có một cái mà nhắm mắt mờ quẹt 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 rồi mà ở bệnh giờ cũng hết bệnh luôn. Thì khi bà tạo được cái hình đó có đại phước, mẹ ban sức tử hộ mình, tập năm rồi cũng hiện hình trên không. Ứng câu của lão tiên ông,
Xích Tử ra đời quốc thới bình an. Ấy là phước đức Việt Nam, nước Mỹ được hưởng bởi nhờ Tạm Dung. Động đất đại họa Kali, hạn hán không nước, ruộng đồng trống không. Tôi ngồi tâm sự Xích Long, Kali là đất có công sát phạt. Xin Ngài cứu giúp vạn ngàn, Xích Long thông cảm chỉ bày cho tôi. Đó là năm 2015, ở San Francisco là những nhà địa chấn của Mỹ sẽ nói là có trận động đất khoảng 9 chấm. Cũng khoảng thời gian đó Cali là hạn hán drought 7 năm không có nước. Thì Kiệt là người biết thiên cơ thì mình biết San Phan bị động đất. Từ đó mới vô ngồi với xin cha xin mẹ. Rồi người Xích Long kêu mà tôi cứ nghĩ là ông Rồng là người có thể can thiệp được. Mà sự cha đã ra lệnh thì lúc đó Xích Long á, cha đã bổ sung Xích Long với Bình Long xuống hộ với sát phạt. Thì thánh cha thánh mẹ để mà giảm cái sự động đất rồi. Thì giảm từ năm 2015 lên năm 2023 là được 8 năm. Nhưng mà cái thành phố Bắc Cali này, Silicon Valley này nó đối xử rất là tệ bạc với Thượng Đế, với cái núi Thiên Long Sơn của mình. Vì cái đảng Dân Chủ nó là vô thần, nó không có muốn tôn giáo, thì nó mới hãm hại cái Thiên Long Sơn mình ngày hôm nay. Khi hồi ngày đó 2015 Kiệt ban ơn cho cái thành phố này, Bắc Cali này không có trận động đất, để còn giữ được cái thành phố San Francisco. Mà nó không biết ơn, mà nó lấy quán bảo anh. Thì trong tương lai mình không biết cái Bắc Cali này nó đi về đâu á nha quý vị. Kiệt nói thật á, giữa chánh tà tà nó có cái thế giới vô hình, nó khiến mấy cái tụi mà trong làm việc chậm để cản trở đủ thứ á. Tại khi mình làm việc thiện mà một người mà nắm những cái chức vụ mà không cho mình mở cổng là họ cản cái đường biết bao nhiêu người lên núi. Trong khi mẹ nói ai mà lên cái cầu thang Thiên Long Sơn người đó sẽ được về thiên đàng mà. Mà hứa mấy vị hứa vậy á, cái cầu thang mình đi bộ á. Vậy mà nó cản, có nghĩa là cái tâm tụi nó phải là quỷ không? Rồi 7 năm động đó, cái mình mới than với Xích Long, nói bây giờ sao có nước. Thì Xích Long nói giờ ngày xin nữa đi. Thì lúc đó thì xin thì ở trên trời Hoàng Long với mấy ông rồng mà loại mà thẩm quyền cao hơn mới xuống cho nước lại tiểu bang Cali này. Mà tiểu bang Cali này nó làm nhiều cái nghiệp lắm. Từ Hollywood cho tới Silicon Valley này nè, cái tụi giàu á, là tụi nó cứ đa số là nó không có tin về tâm linh. Bảo tôi cầu khấn mẫu hoàng, cùng xin thân phụ mới qua nạn trời. Thế là cha mẹ hồi dời, tâm thiên con động, lòng trời vị tha. Thiên đình sai xuống Hoàng Long, Kali động đất, hạn trời giảm đi. Thiên Long ẩn trốn non kề, Tứ Ninh ngọn núi, nào ai biết gì. Biết bao màu nhiệm ly kỳ, 18 La Hán thật là ở đây. Chư Thiên về tụ đông đầy, Bồ Tát cùng Phật thoạt đi thoạt về. Lúc đó nè, thì mình biết được cái núi Thiên Long Sơn có Long Lân quy phụng đàng hoàng, mấy ông rộng chởn ai cũng biết. Mà ngược lại có 18 vị hán ẩn mình trong cái núi mình. Nên bữa trên này ai lâu lâu thấy mấy vị hiện nguyên thân á, là mấy vị nói cho biết luôn á, lâu lâu mấy vị hiện nguyên thân cho người phàm mình thấy. Thì có lần trên hay đứa nào trên núi chiều á, nhìn thấy mấy vị hiện hình lên luôn á. Thì thoạt đi thoạt về thì chuyện này nó mới trên trời á, mấy vị chư thiên hay đi về núi Thiên Long Sơn để mà giống như đi du ngoạn vậy đó, thoạt đi thoạt về. Bữa nào ai anh hơi lên đó ngồi thì mấy vị thoạt xuống thì gõ đầu một cái mà đấy mình hơi lại thoạt về, nó là thoạt đi thoạt về. Thần hộ pháp chỉnh ghê, Thiên Vương tứ trụ trực ngay đêm ngày.
Bồ Đề Sư Tổ muốn về Thiên Long để độ muôn người lợi dân. Sơn thần thổ địa ân cần, nhiều lúc mách bảo hộ trì đuổi ma. Lại còn bên chúa Linh Thiên Peter ông thánh dặn tôi nhiều điều. Khu này dành chỗ phân riêng cho con công giáo hợp hòa cùng tôi. Tôi than với chúa Giêsu, con cháu của ngài ngăn ngại không lên. Thế là ngài hứa ngài lo, lần sau ngồi định quá đông lại người. Đến xin đền miếu hộ trì, ăn mặc như là thời đại vua tôi. Xin là tử đạo Việt Nam, hôm đó tôi hứa hân hoan làm liền. Đất thiên tiền chủ hợp tình, đột nhiên người tới đem trao cho mình. Cái khúc này, những năm đầu 2014 mới lấy ông Sơn, em mình làm mấy cô công giáo, cái thánh chúa không xuất hiện, cái chú nay chú đang bận, chú đưa ông thánh Peter tới, mà lúc đó mình cũng không biết ông thánh Peter là ai, mình không có rành về công giáo, thì sau này mình mới biết ổng là đệ tử thứ lớn nhất của chúa Giêsu, rồi ổng mới dạy thiệt là lấy cái thánh giá mà mua hôm đi bò cắt khúc nhỏ nhỏ gào nguyên một khu đó. Để cho những người công bên thế giới tâm linh đó, họ giống như mình xếp một cái embassy ở đó cho họ đó. Rồi sau đó mấy ông mới chịu được một đống khoảng 110 mấy người thánh tư đạo. Thời đó mình không biết là thánh tư đạo. Có ông thì mặc bộ ba đen, có ông thì mặc đồ khăn đóng, có ông thì không có đầu, xưng tên này Đa Minh Cảm, ông Nguyễn này bà kia. Thì sao mình nên biết là Việt Nam có thánh tư đạo, mà thời xưa chết vì đạo ông giáo là bị vua Việt Nam giết á. Thì mấy ngày mới xin cái miếu, hiện giờ cái miếu đang chảnh, mà đang trắng á, thấy nhỏ gì á, mà mấy dĩa trọng đông á, linh rất là linh thiêng. Để mà từ từ cho người công giáo họ biết cái chỗ nơi linh thiêng. Thế giờ họ có làm nhà thờ lớn ở đây cả chục nghìn người, chưa chắc có thánh tư đạo về đó để độ họ, chưa chắc có chúa Giêsu vô về đó. Mà trên núi á, nó nhỏ nhỏ vậy á, mà mấy vị đây thường trực ở trển, bên kia không có trọng dụng là cái nhà thờ bự nhỏ, bên kia chỉ là cái nơi nhỏ họ quá ra bự được á, trong cái vui á. Đất lành phong cảnh hữu tình, sau này mới biết để dành độ sanh. Ngày ngày sớm tối ngồi thiền, ơn trên chỉ dạy mỗi lời đều ghi. Có khi ngủ thiếp hồn đi, nửa đường gặp Phật, con nè đi đâu. Xòe tay Phật bảo quỳ tâu, Phật ơi sanh chúng trắng đen không tường. Phật ban lời pháp vô thường, tâm thiên con nhẫn có trời độ ban. Xuống trần phải khổ độ sanh, Phật ban đào ngọt không xong không về. Giật mình tỉnh giấc ê chề, chúng sanh cứu cổ rất nhiều ngại ngăn. Có một lần bị ngủ nhớ nhà phải không, biết mình là thiên tử, quải cái thế gian này bị anh em, bị bạn bè, bị nhân viên trong hãng nó cười chơi rồi đủ điều quê phải không, buồn cái hồn cũng biết buồn nha, mình ngoài mình buồn thì cái hồn mình buồn. Cái đi về dọc đường thấy cái đám mây trang trịnh trắng tươi à, mà nó dày đặc trịnh à. Cái vô đó nó thấy có thằng ông rất là trẻ trung, khoảng 30 mấy tuổi, mặc cái áo vàng vàng bóng nửa nách gì đó, kêu vô. Mình ngồi nói chuyện rồi đó, có lần mới biết đó là Phật Thích Ca. Rồi lúc đó ngài kêu quỳ xuống để ngài giảng pháp cho nghe. Rồi kêu bắt đầu Phật giảng cho kiệt 4 bài pháp. Bài pháp thứ nhất, Phật nói á, con á chưa có làm xong nhiệm vụ, cũng không có chịu khổ gì chứ. Lúc đầu á là giống như nhảy dù xuống hăng lắm không. Còn ta, ngày
ngày xưa ta rất là làm hết lòng để chúng sanh, thân xác của ta cũng bỏ lại hết mà họ còn chưa vừa lòng nữa. Có nghĩa là tượng của Phật Thích Ca mà bây giờ họ cũng làm cười, làm đủ kiểu hết nha. Tức là chúng sanh như vậy, Phật nói con phải xuống mà phải chịu khổ. Cái mình mới nói trong kinh thì nói là phổ độ chúng sanh, Phật nói là khổ độ mới được chứ không phải là phổ độ. Cho nên chữ khổ chữ phổ nó khác nhau nhiều. Cái mình đi xuống, cái Phật lúc đó Phật kêu một cái bà già cho Kiệt một cái trái đào, con ăn đi, cho thảy xuống lại, cái giật mình lại. Thì lúc đó giật mình lại, lúc đó Kiệt mới nhớ Phật nãy Phật nói là khổ độ. Cái lúc đó ngay ngày hôm sau cái đổi xi măng ngay chỗ tượng Phật Di Lặc đây giờ chảnh á, cái Kiệt mới ịnh hai cái tay xuống, nó Phật dạy là khổ độ mà phải nhớ ngàn chứ không phải là phổ độ. Cái lúc đầu của mình vô chùa mình mới nói với mấy ông thầy, nói Phật dạy tôi là phải khổ độ chứ không phải là khổ độ cho mấy thầy đọc khổ độ. Mà ông la mình nữa, con muốn sửa kinh điển nữa. Bởi vì thằng Tú hay đó, bây giờ mấy hòa thơ trong chùa ông nào thì cũng khổ độ mà kêu gì sửa là chữ khổ, ông chịu sửa. Mà ông phải Phật là dạy mình như vậy. Còn cái này nó lái lên cái là thấy ý nghĩa khác, đâu có phổ biến đâu, xuống đây phải chịu khổ. Còn mấy ông thầy đâu có chịu khổ, mấy ông sướng độ mà. Đúng không? Cho nên mà Phật nói với Kiệt, Kiệt nói lại, ông nào cũng cãi mình quá trời. Phật kêu mấy thầy phải khổ độ, còn mấy thầy muốn sướng độ, với trong kinh đọc là khổ độ. Sai luôn. Còn mình nói là thật không ai tin, thiệt là vậy đó. Anh ông muốn sướng độ, mấy ông muốn sửa đó. Là có mình để Thiên Long Sơn với kinh của Thiên Tâm đó là mình khổ độ nha. Cái là phải mặc dày, mặc lì, chịu đủ thứ. Xỉa sói chê bai rồi buồn rồi nữa mình mới làm được. Thời ba mạt pháp Sa Tăng, con cháu của nó giả làm tăng ni, tề thiên hai khỉ đường tăng, cả thầy cũng chịu ai là giả chân. Đạo thiên cờ lệnh phụ hoàng, tôi nào có phải là người ham đâu, chỉ truyền lời đạt mẹ trao, cũng là đệ tử Thích Ca đạo màu. Chưa tu mà lại dẫn đầu, chỉ vì sứ mệnh Phật trời ban giao. Năm đầu phải chịu lao đao, từ từ phủ điện hoàng cầu mẹ lo. Điển thiên hà bút gieo duyên, ơn trên thịnh yến lộ cơ giúp đời. Sát trần bị phá nhiều lần, thiên ma kéo đến mây đen tối trời. Tà long rồi cũng xâm lòng, mấy lần hồn cũng sắp lìa khỏi thân. Những năm đầu thiên ma đến nó quấn gì tối ngày, quấn khờ khờ luôn, đang nằm ngủ vậy, nguyên bằng tay sắt khổng lồ quấn lấy văng xuống giường. Ông thổ địa trong nhà cũng phải bò theo á, mấy gì ấy cũng được. Lúc đó đó hồn lìa khỏi xác, mẹ với Phật bạn nằm á, bắt đầu mới nhét cái hộp chở vô lại. Những năm đầu bị yếu nó quýnh, sau này cha mới bổ sung thêm mấy gì hộ pháp thêm. Rồi về mặt đời á, mặt rồng á nó có hai loại nha quý vị. Bên thiên ma nó cũng có rồng tà, ở ngay cái hãng KNT mới một con rồng đen thui dài thòn vậy đó. Trời ơi, bữa đó thằng Thành ở thằng bữa bán tượng rồi đây nè, xong cái mấy vị kêu ngày mai á con không có được ra đường, con phải ở nhà ngồi thiền. Cái đưa chìa khóa cho đại tử con lái xe. Lúc đó thì đưa chìa khóa xe tổ ta thân trà cho thằng đại tử nó lái. Thì ở ngoài đời có năm thằng đầu trọc thăm mình, dí súng bắn mà lấy thằng kia không phải mình, cái nó bỏ nó chạy. Còn ở ngoài kia trên trời á, Thiền Thành á, sáng tối đó là Thái Thượng Lão Quân á kêu ngày mai á con phải xách cái hồ lô này nè thu phục tà long cho ta. Thì tối đó nằm mơ cũng thấy, nên lục cái trong ra nó thấy cái còn cái bình hồ lô nó mua đâu cả chục năm trọng. Rồi ổng chỉ cho nó câu thần chú nữa, rồi từ đó nó mới thu phục được con tà long. Nó khó nữa, nhưng mà
Đó là vừa hoàn thành đo cái nghề chắc chọc nó. Xích Long Thiên Tướng Mẹ Ban, cứu nguy hộ giá mây tan đẹp trời. Lại còn gặp ổ hồ ly, đội lốt hình người thân nữ đẹp xinh, cứu trợ từ thiện hội đình, cộng đồng gây quỹ chùa thầy nó lo. Đầu thai tướng mặt bề ngoài, giọng em dịu ngọt, mặt hiền khó tin. Chờ khi gặp chủ nhiều kho, bỏ bùa bỏ ngải, giết người ai hay. Sát phàm xém chết gan tay, mẹ trời giải nạn, bảo toàn xác con. Năm ngoái ngày 9 tháng Giêng. Hey, nghe đầu đường chỗ cái parking lot này nó có tiệm Beautiful Image đó, là con hồ ly là chủ đó. Nó lựa mấy người giàu vô bỏ bùa bỏ ngải, cho nên mấy cái người giàu ở đây á, là đệ tử nó hết. Cho nên hiện bây giờ cũng đang vậy, nó lộng hành ở vùng này lắm. Thì cái tiệm ngay đầu đường này, phố cổ đi qua mình đẩy. Thì đó là con hồ ly đó. Mà mình trong về tâm linh mình biết, nó biết, nhưng mà mấy đại gia ở đây họ chỉ muốn ngày mai tôi đi mua lãnh này, ngày mai tôi mua đất, ngày mai tôi khai trương này có được không? Thì dĩ nhiên hồ lý nó có thành thông, nó biết. Mấy ổng gặp nó thì lại gặp mặt mình á, mấy ổng đâu có bao giờ tin mình nói là nó hồ lý đâu. Cho nên từng nào cả đóng mấy triệu phú đi kiếm nó lại, nghe dùng này có hồ lý. Nó đầu đường có một lần đi vô Grand Cinema nghe tiệm thần tính, cái nó dụ được cái bà chủ kia đang trả cột sòn đó, lúc đó cũng đang ngứa chân dặn canh nó hầm ba cái, mấy gì hiện xuống rồi cặp mắt nó đỏ ngầu, liếc qua liếc lại, tại nó nhập vô sáng hồ ly mà. Mấy gì từ đó thì sao á, là nó bị bệnh luôn. Sau lúc đó kịp nghe nó nghe hơi thật khẩn cho mày, tại vì biết sao không, hồ ly nó phải trị mấy người giàu chửi kìa, để nó biết sợ sau này nó mới quay đầu của mình. Mình độ được thằng tỷ phú á là mình độ hơn là độ người thường cả ngàn người, kiểu nó vậy đó. Đời nó vậy, cũng giống như giờ những cái người chạy ra ông này bà nọ, tâm linh này tâm linh kia, rồi đến đụng đầu bể chán này đó, lúc đó mới trân trọng mình phải không. Thì bây giờ mình phải cắn cho hồ ly này nó đừng có chết, để mà nó quay cho mấy thằng giàu này như dế đi, mình sẽ có một ngày á nó tới. Hồi nãy có thằng cha ló ló cái đầu á, hà lý ló cái đầu. Nên chuyện đời nhiều cái mình thấy tức cười lắm mà mình giải thích được, để cho họ qua bài học á họ mới biết sợ. Long Hoa Đại Hội khai ra lần đầu, thiên đình đông bắc cổng trời mở ra lần trước hơn 10.000 năm. Rồng phụng bay lượn mây tầng, đúng như lời sấm nhân gian loan truyền. Tứ bề mây hạ ngẫu nhiên, bầu trời hôm ấy đủ màu như tranh. Khi xong lễ hội ngày sau, ghé chơi dinh cầu, ngắm nhìn biển xa. Trở lại cái buổi mà lúc mà Kiệt Tính về Việt Nam làm cái tháp để mà rước hết tất cả vong linh mà tận thế đó, mấy chục triệu người vô cái tháp đó để cho họ đừng có nơi cư ngụ và lo tu tập. Nhưng mà thiên ma nó không có cho, thời đó hình như Nguyễn Tấn Dũng còn là thủ tướng đó. Thì khi Kiệt ngồi thì thấy ở hướng đông bắc có cầu thang mở ra, có khoảng 5 thế hình sáng. Thì từ đó mình mới biết là cổng thiên đình ở đông bắc. Thì từ đó mình mới lên mạng này mới nói là tự mỗi người muốn về trời á thì hướng đông bắc mà lại. Hợp bà Quan Âm là hướng nam đúng không, Nam Hải đúng không, còn tây phương là Phật A Di Đà đúng không, Thiên Trúc gì đó là Phật Cha, nhưng mà hướng đông bắc là hướng của cha mẹ. Thì muốn về trời, về thiên đình thì về hướng đông bắc. Thì đích mắt này là mắt bằng thịt nè, không phải mắt thần thông nha. Thấy cầu thang mà mấy vị nói đúng, tại vì lâu á Kiệt ngộ đó, Kiệt nhìn về thiên đình nó giống như là laser á, cũng nhìn thấu hết mấy từng mây luôn. Năm 2014 những cái thần thông nó mở ra mình thấy ghê hồn luôn á.
mình nhìn mình mê luôn. Cái lúc nhìn nhìn cái gần mà mấy người đó tưởng là mình nhìn cái gì, là thấy xuyên mây mà. Thì cổng thiên đình là hướng đông bắc, thấy thời đó. Sau này mấy vị cũng nói là đông bắc. Lúc đó đó rồi kêu rồi tới khúc này. Buồn mồm đọc chú vãng sanh, ngày sau phú quốc hải sâm nổi bèo, hàng ngàn hàng vạn trôi bờ, dân trại hôm đó không công lợi nhiều. Xong rồi về lại Vĩnh Thông, ngồi ăn ngoài đồng đàn vịt bu quanh, tội cho loài thú đọa hình, sát sanh tôn tép làm tôi động lòng. Quen mồm mấy chữ đà gia, rời khỏi nơi đó mấy giờ miệng kêu. Em tôi hoảng hốt lêu mêu, 500 con vịt ngã đùng chết queo. Chủ vịt khóc não buồn theo, chỉ tôi biết được miệng này thật linh. Sắp về còn lại vài nghìn, móc ra cho hết mong anh đổi nghề. Hôm sau trực thẳng Sài Gòn. Thì khi thấy cổng thiên đình mở, buổi sáng sớm đó, tối thì đi ra chỗ mà Vinh Cậu á, chỗ mà ta nhà hàng và chợ đêm á, của Phú Quốc. Thì đó là một điểm vui lắm, mà ta ăn đồ tươi được không ạ? Mình thì không có ăn quá không? Xong cái mà ngồi đọc cho mấy anh này, ta biết chút mà cũng lên lò bị nước, thôi ta đọc dùm cho mày trước. Thì đọc Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bạc Tỳ A Di Rị Đa Tất Nam Bạc Tỳ A Di Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Dạ Di Niệm Dạ Dạ Đa Chỉ Đa Ca Lợi Ta Bà Ha. Hồi xưa suốt đi cứ mỗi cái then để cái tay vô đọc cái gờ vô á, cái mấy bà chủ á, ồ anh chọn con nào anh, con này nó tươi này nó lội mạnh nè, ô con này trứng nhiều nè, nghe con tóm này trứng nhiều, nghe là mình để cái tay vô cái then á, cái thùng nước á, thì mấy bà là quảng cáo thêm á, lấy cái tuổi thì mình cứ đọc tay gì đó, hết cái then này để cái tay rồi đọc chú, hết then kia để cái tay đọc chú, đọc láng hết nguyên một cái dãy nhà hàng đó. Thì đó, cả mấy triệu con hải sâm nó nổi lên. Thì ngày qua có một bà Phú Quốc, bà ở dưới thời đó, bà chứng minh là có thiệt. Bà họ gặp ở ngoài xe Grand Century Mall ngày qua nè. Bà nói, khi tôi nghe cái này tôi hoảng hồn. Là những con hải sâm nó không thuộc về chỗ cái vùng biển đó, mà nó là bị chết. Bởi vì nó có phước, nó nghe được cái tiếng Việt giảng sanh cho nó. Cho nên bây giờ là mình mới biết mình có thần lực. Mấy vị nói á, khi mà Kiệt thương ai hay là Kiệt giận ai là cũng mấy chư thần đó, mấy vị mà vô hình nó cũng làm ảnh hưởng đó. Khi cái tâm mình từ bi mình thương con vật thì mấy vị cũng thương con vật. Cho nên là nó có giảng sanh được mấy triệu hải sâm đó. Lúc đó báo chí của Việt Nam nó đăng quá trời luôn, nó không biết lý do làm sao nữa. Rồi bắt đầu sáng lại cái mình đi tàu đò ở Hàm Ninh á, đi về Gạch Giá. Thì quê Kiệt ở đó, rồi có cái ruộng. Rồi ra ngoài cái bờ đê ngồi ăn cơm vậy thôi. Rồi hai bên là hai cái mương. Rồi có đóng vịt hãng của thằng cha kia giả nuôi. Nó bu lại, nó rỉ 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 xung quanh vậy đó. Có mấy chén, mình thấy mấy thằng tép nhỏ nhỏ vậy mà nó rỉ láng chừng. Cũng đọc tiếp Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa 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 ngồi cái nó đa hết luôn, đét hết luôn. Trời ơi, mình vừa đứng dậy mình đi xe tốc hành mình về Sài Gòn là từ ngày mai là đi về Mỹ rồi. Thì buổi đó là ăn cơm để tiện bye bye đó, mình định về Mỹ. Thì về khách sạn Caravan vừa mới đi chưa tới ngã ba Lộ Tẻ nữa, nhỏ em mà má con cái tiền nghi nó vậy, nó gọi anh ơi hồi nãy anh nói cái gì mà mấy dịch nó chết queo vậy. Cái mình quả hồi mình vừa mới cho nó 5.000 bạc, vậy mày lấy 5.000 nãy cho mày á, mày đưa lại chủ anh dịch đi rồi tao về Mỹ tao gửi sao. Thế giờ sao vậy,
Mấy vị nói để cái miệng này á, đi tới đâu mà đọc giảng sanh là giảng hết. Bởi vì lúc mà ông Thiên Ánh á, mình tên Trang bữa nay có đây anh ta. À, ba thấy ba nhỏ này á, là đúng ra chết mà xong cái được kiệt đặt cái tên là Thiên Ánh, cái ông sống lại tại ông lì đó, ông lên trên Thiên Long Sơn 3 năm rồi cái mấy vị nói là ông hết phần rồi, nhưng mà ông chờ ngày đi về Nam Cali gặp ổng một cái để ổng đi. Cái con nhỏ này nó cãi ý trời phải không, nó nghịch thiên mà nó muốn ba không về. Mỗi lần mà nói ok rồi sư phụ sẽ tới thăm ba là nó cản đủ điều, con đi hà quái này nó có không, nó làm đủ chuyện nữa, nó cản trở cả ngoài sau lưng này nè. Nhưng mà cơ trời mà cản con không được, cuối cùng thì ổng cũng phải đi thôi. Bây giờ ổng được đi theo Đức Thầy rồi, tại ổng được nhận. Mình cũng có cái số đưa người đi á, giờ cũng có cái số giúp được người ở lại nữa. Tùy theo, tùy theo người là muốn. Thiên Ánh bây giờ vui rồi. Lúc nào ta để cho sắp pháp này. Lang thang Nguyễn Huệ thật là văn minh. Ở khách sạn Caravan. Đức Việt yêu mến đẹp xinh, thấy tượng chứa ngại, dặm chân đa lần. Thiên minh thiên tướng hiện hình, trời nghe định bảo thi hành không sai. Khi về tới Mỹ vài ngày, đi chùa Quan Đế cùng ngài đổi trao, tỏ bày cùng với thánh cao, ông vua nước lớn chớ dòm nước Nam. Hoàng trường hai thổ đảo ta, ta con thiên thượng xuống đây thâu về. Ngày đầu khởi thủy địa cầu, An Nam là nước tổ tiên loài người. Con thiên khai sáng hạ miền. Trở lại lúc này, đúng mà giờ ở khách sạn Caravan thì đi chơi Nguyễn Huệ á, vòng vòng bên Nguyễn Huệ, thấy tượng Hồ Chí Minh đứng trên hình khổng lồ, là ngước mắt rồi phải không? Dặn chân ba cái mấy ông thiên tướng xuống để mình nhờ mấy ông lôi đầu xuống giùm á. Cái mấy ông thiên tướng nói được thì cho thời gian, nhưng mà bữa giờ cũng 7-8 năm rồi, thì cũng thời gian ông sắp tới rồi đó. Rồi sau buổi sáng đó đó thì bữa nay mình cũng hay kể đó. Mấy anh công an thì đứng kia nó tưởng đâu á thằng Việt Kiều này dậm chân là ngứa chân, dậm đạp kiếm hay gì phải không, gầm nó đứng cũng không có xa, cũng từ đây tới góc cột vậy đó, mà đâu biết mình nhảm cái gì đâu, nhấp nhép cái miệng á. Thì trong khi mấy ông thiên tướng này hiện xuống đầy chỗ cái sân đó hết, thì dù tượng Hồ Chí Minh sẽ bị đập xuống ngay tại Bùng Binh Nguyễn Huệ trong tương lai rất là gần luôn, bảo đảm. Thì nó trên hướng mà cái mình đi về, cái mình đi xuống mà dưới chỗ Sally Sandwich, chỗ đường Thu Liên nè, có cái miếu Quan Công á, tại em biết ổng là vua bên nước Tàu á, hiện bây giờ Quan Công là vua nước Tàu nha, vua nước Việt là ngài Trận Đạo nha, vua nước Mỹ là ngài George Washington. Thì ba ông cứ hội họp nhau thường xuyên lắm. Cái mình về mình xuống dưới mình ngồi mình nói chuyện với ổng, nói là sao trân trọng lấy Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam rồi lấy là được không? Đó, thì xuống mình cầm lên với ổng nói chuyện được mà. Khi mà về Việt Nam, việc đi từ Nam tới Bắc, mấy vị nói là con gán đi nhiều chùa nhiều miếu trên, mấy vị nói thì chỗ nào có bước chân Việt tới á, chỗ đó sẽ là linh thiêng, mấy chư thần sẽ về ngự lại. Thế nên khi ra Hà Nội á, biết bao nhiêu đền miếu Việt đi nhiều đó. Tại vì đi á, đến lúc mà cái miếu của mẫu ngàn gì ở ngoài thì đó, mình cũng không biết ở ngoài đó thờ tướng phủ nữa, thì mấy mẫu về gặp Việt hồ ơi khóc, có ngày về nước Việt Nam được cứu rồi, cái mấy mẫu khóc mừng quá. Rồi đi lại mấy tượng mấy gì đó thì có mấy vị theo hộ, mà ở bên Việt Nam cái mấy những người hộ kìa là không có hát, đang đi vậy nè, ví dụ như chuyện nói với một cái vị nào mà thời xưa đó, tướng nào vậy bằng tượng không mà họ là thiệt không á, không phải bắt linh thiêng đó, thì cái thằng đệ tử kế bên á
là nó nói bằng tiếng Thiên, những người đó rồi bắt đầu nó dịch lại tiếng Việt cho mình. Mấy người đi với Kỳ cũng mấy người bình thường nữa, họ hiểu được tiếng trên trời và họ nói ra được tiếng Việt, là nói chuyện với tượng là nó hẳn luôn nè. Hồi xưa là đi làm việc kiểu vậy. Thì trong đó có bà vợ ông Tô Lâm là chị Loan á, các bạn nghe thì bà cũng cười á. Thì bà rất là bạn, bà làm mẹ mà bà thuộc dạng nhập đồng nó vô cái đội mão rồi vô lắc lắc là nhập bà thuộc dạng cái đó. Cái có một lần cái bà dẫn về nhà bà vợ ông Tô Lâm á, bà lắc hoài không lên, không nhúng nhích. Cái mình nhìn lên mình thấy mấy mẫu trên kia đó ngồi miếm miệng, ngồi nghiêm chỉnh miếm miệng. Cái bà dưới này bà lắc hoài mà lắc muốn rớt cái não luôn, cũng không nhập đâu luôn. Cái mình nói chị lắc hoài cũng không ai nhập đâu. Nói sao vậy, bình thường vô liền à? Mãi mấy vị thương em lo lo ra Hà Nội chơi rồi ghé thăm đồ. Thật sự mấy mẫu nói là khi nào cái ngày này nè là chỉ kia á đi rồi đó thì mấy vị mới nhập vô cái xác được, chứ trước mặt nhập vô là bất kính. Mấy mẫu ở bên kia ta tôn trọng vậy. Mà thời đó đó bà vợ cũng tướng bệnh, mà bà bỏ từ Hà Nội bà vô Sài Gòn bà rước mình, rồi bà đưa mấy con gạt rồi co bà chở mình đi đây nữa. Bà không phải chơi Việt Cộng nha, mình về phần tâm linh. Ở nước Việt Nam á, vừa bước vô á là họ biết mình, họ cho Kiệt cái thẻ UNESCO của The World, thế giới, hiện giờ đang nằm trong bóp nè, là Kiệt là member của UNESCO để về tâm linh á. À không phải thường đâu, tự nhiên nó làm đưa mình á. Có chuyện đó. Khi đi tìm thực để con ở nhà, thú dữ đến cắp ăn con, tiên yêu hợp chủng thành ra trắng tà, nên nay sanh chúng không hòa, lúc thì làm thiện lúc thì sân si. Mẹ trời hà hải từ bi, chỉ mong dạy dỗ tâm thiên quay đầu. Màn ba nhiều quỷ nhiều ma, Phật tiên Bồ Tát sống chung với bạn. Mong sao lời thật tỏ trình, hữu duyên hữu phước giật mình lo tu. Xuống trần không phải mình tôi, có thiên có địa có nhân có hoàng. Nhân hoàng lo việc dân no, địa hoàng lo việc công trình cho dân. Thiên hoàng lo việc đạo trời, nhị huynh thập đệ hiện thời bên kia. Cơ trời không dám lộ nhiều, tam hoàng hội ngộ lập đời thượng lai. 12 huynh đệ thay nhau, cha sai mẹ bảo đi vào thế gian. Cứu đời nhiều kiếp nhiều màn, màn nào cũng để danh thơm truyền kỳ. Có khi thì đóng vai vua, có khi thì đóng doanh nhân giúp nghèo. Trăm năm một kiếp bọt bèo, khác nào như thể vai tuồng cải lương. Riêng tôi nhiều kiếp chuyển dời, lúc làm Ấn Độ, lúc làm người Anh. Một đời người như là đông có kiếp tôi dạy dân lành, trồng cây hạt lúa to đẹp. Đó là vua Thần Nông á. Có lần đi dạo thủy cung, sư huynh làm bể Ngọc Châu Long Đình. Nhiều ngàn năm trước không chìm, phân tài thua đủ con trai thủy tề. Nên nay sanh chúng nạn chìm, thế là bị phạt đọa bồi lập công. Cho nên duyên nợ Huyền Long, thủy tề công chúa hôm nay cận kề. Quanh tôi nhiều chuyện ly kỳ, giống như phim truyện phong thần trùng vương. Vì nay đã hết hạ luân, mẹ cha cho tỷ xuống phàm hộ tôi. Vô vi không tướng không hình, sống chung thế tục vậy mà ai hay. Tỷ tôi kể chuyện siêu nhiên, kể rằng thân phụ thạch thiên đá trời. Nổ ra hỗn độn sơ khai, vũ trụ lúc đó khí như cha trời.
Thạch thiên hình dấu thiên tâm, trí âm cùng mẹ tạo ra muôn loại. Tỷ tôi lên xuống thiên đình, mượn sổ sanh tử của ngài lão quân, rồi về kể lại tôi nghe, muôn loài triệu kiếp hiện ra kính thần. Nhiều đời nhiều kiếp nhân sanh, rồi nay lại sắp phong thần bản hai. Nhiều người không hiểu nhị lai, ta đây người Mỹ, ngươi thì Việt Nam. Thế là kỳ thị rõ ràng, đồ ngon ta dịch, đồ thừa ngươi ăn. Thiên đình kho báu để dành, cứu dân độ thế vậy mà nó ghen. Lần này lần nọ mưu hèn, ta bà sanh chúng tranh tham đọa đầy. Sau này hàng vạn hàng ngàn, một giây tỉnh giấc quay đầu Phật vui. Nhiều người ngỡ Phật xa đâu, nào ai có biết Phật trời sát bên. Lệnh thiên luôn nhớ để trên, hằng ngày tiếp thị mỗi khi thi hành. Chỉ buồn bạn đạo chưa rành, chỉ bày sự thật để mong phụ mình. Vậy mà họ cứ làm thinh, không tin còn nói đồ khùng đồ điên. Điên nên không biết xài tiền, bao nhiêu cũng bỏ ra cho lợi người. Lợi danh thề trước Phật trời, sắc phàm cũng nguyện không hề nghĩ riêng. Ước nguyện trọn kiếp tâm thiên, không màng danh lợi, không ham sắc trần. Một lòng cùng với cô tiên, trọn đời phu phụ, độ sanh cứu người. Mong sao bá tánh đời đời, cùng thuyền vượt biển về lên cõi trời. Nửa đêm lời kệ giật mình, điển thiên hạ bút 500 câu đầu, viết ra câu chuyện kỳ sầu, để cho sanh chúng quay đầu tâm thiên. Bây giờ xin hẹn lần nhì, nhiều chuyện ly kỳ ai muốn nghe không? San Jose, Cali, ngày 8 tháng 2 âm lịch năm Đinh Dậu, nhằm ngày 5 tháng 3 năm 2017. Này, lúc đó khoảng 2 giờ khuya, đang ngủ, tự nhiên cái ngủ một thức dậy, cái đầu nó ra chữ liên tục. Mà mình hồi đó tiếng Việt mình biết mình chưa có rành mấy. Cái bắt đầu kêu bà ngồi dậy phụ tiếp cho cái đầu tôi, nó ra nhiều chữ mà thấy hay hay không à. Cái mình cứ nói cái đầu cái bà ghi phụ, ghi đúng. Thì cái bài thơ này chỉ 1-2 tiếng nó ra được cái bài. Lúc đầu á nó ra nhiều á, viết tới gần cả ngàn câu luôn, ngàn chữ luôn. Vì đâu biết làm thơ thỉ gì đâu à. Thì lúc đó cái mẹ mới đọc lại, mẹ mình á, bây giờ tới giờ lui mấy lần thì mẹ nói ok, cỡ này được là 513 câu cộng lại thành số 9. Thấy trên thiên đình cái gì cũng thành số 9 nha. Cái bài kính thiên á, mình cộng lại á, là 18 câu cũng là số 9. Luật thơ luật bát của mẹ viết chứ là chưa viết dài lắm. Lúc cái điểm ra á, nhưng mà làm cái gì mà trước khi góp lịch á kêu phải trình ra mẹ. Như cũng kinh thiên tâm á, cái gì biết á, phải sửa gần mấy chục lần á. Mở lần mẹ đọc, nói cái này dư, kinh nghiệm mẫu mẹ đâu, mẹ người ta đã sửa nhiều, có 30% là trúng thôi. Có thêm hành, thêm tỏi rồi mẹ đâu có phạt ai đâu, mẹ từ bi bên thương mình mà con của mẹ. Vậy mà mấy cái tụi khổ tả, nó về tự nó giết tình lum ra. Kinh Việt Nam kinh nghiệm mẫu sai. Cái này là về trên đọc qua hết. Cũng kinh của mình đó. Đó là một cái đó là năm đó là bắt đầu mình biết là người mình nó cũng không có bình thường, tại mình không biết làm thơ, tự nhiên nhảy lùm cơm vậy. Từ đó mình mới hiểu à, cái đó là thái tử viết, còn cái thằng này viết nói mà hai thằng là một, nhưng mà một là hai, hai là một, kiểu nó vậy ngộ.
Ok quý vị, bữa nay mình chủ nhật mà mình tính không có lên live stream có nói, mà cuối cùng rồi cũng ngồi nói. Tưởng đâu kêu mới là tử ca cho nó qua ngày phải không? Có lâu đó chủ nhật xả tự do nữa. Người nghe nghe rất là cũng mệt nữa. Nhưng mà kệ, thử coi ai bền chí phải không? Mình chỉ để là giống như những dự kiện đó cơ manh. Bây giờ Phật thôi thì phải đi công chuyện nha. Quý vị ở đây vui vẻ nha. Rồi. Tắt sư phụ. Hả? Livestream tắt. Xin tạm biệt quý vị ở livestream nha. Có nhiều người trên đó thì không? Dạ, 946. Rồi chọc qua chọc lại cũng 900 mấy đồng thôi. Rồi xin tạm biệt nha. Bữa nay tính không có livestream mà cuối cùng cũng like. Rồi bây giờ phải đi con chị. Bye bye. Cho con...